áo đây thấy bình thường. Thấy như bụng mỡ một chút. À kìa, một ký bịch tôi mua gì rất là ảm trò gì không, bỏ mấy cái bill vô xong dán keo á. Ký bịch đó có 48.000, trong khi mày lôi cái bịch kia ra mày ngồi mày cắt coi như tới mùa bưởi. Đầu đi cho để ấy ra rồi. Nó chạy bệnh lên. Dạ em chào chị Thúy Lan Tạ, em chào chị Thanh Thúy ha. Hôm nay em sẽ lên đúng gọi là gì ta, đúng mặt hàng của shop luôn á. Là hôm nay em sẽ like quần jean với lại là áo giấy em đang mặc nè, có size lớn luôn ha, có size lớn luôn. Rồi cái gì nữa ta, cái áo khoác hàng sale nha mấy chị, hàng sale. Mấy chị lên đông đông chia sẻ like với em nha. Ê, phải cái bà Diệp Nguyễn là cái bà bữa mà gọi điện nó không được xong rồi nói ấy lại thứ bảy giao đúng không? Bả cho ai? Bà mà bữa kêu nói ấy lại em chị nói xong rồi em nói nó ba lần không có giao được á. Xong rồi em mới gọi lại bả bắt máy xong rồi nói hẹn thứ bảy giao, nó đi đâu thứ bảy giao đó. Nghe chị Trang. Anh mới đâu ta? Để em máy thử. Chị gọi không được á, gọi điện thoại không được á. Nhấn cho cái chuông phát nè. Dạ em chào chị Bích Thanh Hoàng nha. À, em lên luôn ha, em lên luôn. Đầu tiên cái size quần jean mà em đo rồi em ghi đâu? Cái quần dài em để ở đâu, quần lửng em để ở đâu? Em để lông dài, quần lỡ cái gì, quần chính tóc là bên đây đúng không? Đúng rồi. Mày có chơi nhau không? Mấy chị ơi, lên chia sẻ lên đây nè, quần lỡ dở lắm. Lỡ nó có cái nhỏ này nè. Con Ngọc lúc để ý nha, để ý cái quần dài với quần lỡ là em nhìn cái theo lai á. Có theo lai thì là quần chính tóc, còn không theo lai là quần dài. Chứ để mày gửi nhầm á. Trang chỉ nói gì đó, hai cái ông gì mà tới làm cái gì đó ốp gạch gì đó ở bên bển qua rồi anh có qua không? Rồi em đứng dậy cho mấy chị xem nha. Hiện tại là cái bụng em đo là ngang rốn là 90 á, xong 90, vòng mông là 100 á mấy chị. Em đang mặc vừa y với cái quần size 32 mà còn rộng nha. Em chắc mặc 31 cũng vô đó. Mà cái này em mặc 32 là nó cũng còn rộng nè. Cái quần này nó co giãn dữ lắm đó chị, nó co giãn kinh khủng lắm. Thì chỉ có hai màu thôi, chỉ có hai màu thôi. Màu em đang mặc thì mấy chị cho em là màu đậm ha, còn cái màu này là màu sáng.
thì mấy chị cứ cho zin sáng và zin màu sáng và zin màu tối ha. Zin màu sáng và zin màu tối. Thì hiện tại là đang là cái quần chín tấc đó mấy chị, cái quần chín tấc nè. Em cao 1m57 nha, là em mặc vừa y cái mắt cá chân luôn. Nó có thêu lai nữa. Nó có thêu lai nhẹ nhẹ như vậy nè. Đó, nó có thêu lai nhẹ nhẹ như vậy. Thì chị nào mà cao khoảng cỡ chừng 1m7, 1m8 á thì mấy chị nên lấy quần chín tấc để mình về mình mặc là nó ngang mắt cá chân á mấy chị, không có cần phải cắt lai lên. Không có cần phải cắt lai lên ha. Đó, thì em báo cái size. Nó chỉ có size, tại vì cái này nè là hàng ôm lô. Hàng quần rin xeo, hàng ôm lô, hàng đẹp lắm luôn, em bao chất cho mấy chị. Nhưng mà nó nghiệp cái là em lấy ví dụ như em không có bán được cái lô nhỏ, nên em lấy cái lô là từ size 30 cho tới size 34. Từ size 30 tới size 34 nha. Chị nào muốn quần rin nó dễ lắm, cái này nó co giãn. Nó co giãn nhiều lắm mấy chị, đây nè. Hàng xịn nha, nó co giãn rất là nhiều. Do đó chị nào muốn mặc rộng thì mấy chị có thể lấy nhích lên một size cũng được. Còn chị nào muốn mặc ôm sát trong người thì mấy chị có thể là lùi xuống một size cũng được. Đó, còn em báo size cho mấy chị là báo size là dư giả thoải mái vừa vặn luôn ha. Nó có co giãn, do đó là em sẽ nhích nhẹ nó ra một chút, chứ còn mà kéo là nó giãn nhiều lắm. Nhưng mà em chỉ nhích nhẹ ra một chút để đo cái số đo thôi nha. Thì bây giờ size, đây nè, ghim bình luận xuống đi. Ghim bình luận ở dưới là quần jean đi, size 30 là tiên ghim được đó tiên. Size 30 là vòng mông bao nhiêu đó. Cái vòng bụng của mấy chị á, mấy chị trừ hao cho em từ 12 cho tới 10, không phải trừ hao mà kiểu sao ta. Ví dụ như vòng mông 100 đúng không? Thì cái vòng bụng của mấy chị á, là cái vòng bụng là dưới rốn khoảng cỡ chừng 2 đến 3 phân ha. Dưới rốn 2 đến 3 phân thì mấy chị lấy vòng mông, mấy chị trừ khoảng 12 cho tới 15 cho em. Trừ 12 cho tới 15 cho em là mấy chị sẽ là cái vòng bụng của mấy chị mặc sẽ vừa nha. Vòng bụng là vòng mấy chị đo dưới rốn khoảng cỡ chừng 2 đến 3 phân. Từ từ em sẽ ghim cái size lên. Ngọc ghi cái size lại để có chừng tư vấn cho nó dễ. Giá là 350 nha mấy chị. Giá là 350 một quần. Quần lửng, quần dài cũng bằng giá nhau luôn. Hàng này là hàng 500 mấy lận mấy chị, mà coi như nó giảm còn có 350 thôi. Hàng này là hàng cao cấp nha mấy chị. Màu nè, hàng vải xịn nha mấy chị, rin xịn chứ không phải là rin chính luôn, chứ không phải là rin nhái đâu, co giãn nè. Xanh đen chanh bóp à. Rồi còn cái màu tối nè. Đây màu tối nè. Quần rin là em chốt theo size nha. Quần rin là em chốt theo size. Chị nào muốn lấy quần dài thì ghi cho em là quần dài. Mà muốn lấy cho em quần chín tấc thì ghi cụ thể cho em là quần chín tấc ha. Ví dụ như để từ từ nè, em ghim cái size lên rồi mấy chị ấy. Ghim lên chưa? Ghim đi chị. Rồi đó mấy chị, hiện tại là size của size 30 mà sao vòng 3 cái 90 rồi gái. Là cái đó là em trừ hao chưa? Chị mặc còn rộng á. Vậy là hơi rộng quá chứ, size 32. 32 chị mặc còn rộng thêm theo. Mấy chị ơi, hiện tại em đang ghim size 30 vòng
3 là 90. Là cái size đó là mặt còn hơi rộng quá nha mấy chị. Mặt còn hơi rộng quá nha, có nghĩa là mấy chị mặc thoải mái á nha, chứ chưa có ôm. Còn nếu như chị nào mà muốn ôm á, thì mấy chị hạ lùi xuống một size cho em nha. Ví dụ như hiện tại trên live em đang ghim size 30 thì vòng mông là 90. Thì chị nào vòng mông mấy chị mà coi như là 90 là mặt còn hơi rộng, nếu như chị nào mà vòng mông 90 mấy chị muốn mặc ôm thì mấy chị phải có lùi size 29, thì em lại không có size 29. Ví dụ như size 31 đi, hiện tại là vào size 31, vòng mông là 95 đúng không? Chị nào muốn mặc thoải mái thì coi như lấy đúng vòng mông 95, lấy đúng size 31 cho em. Còn nếu như chị nào mà muốn mặc ôm thì mấy chị nhảy xuống size 30 mấy chị lấy nha. Đó, do là em đây nè, cái bụng em là 90 nha, xong rồi cái vòng mông em là 100 á, mà em mặc cái này là còn rộng nè. Cái này là mặc thoải mái thôi, em là đang mặc thoải mái đó. Còn nếu như muốn mặc đẹp hay là muốn mấy chị muốn ôm ôm một xíu là mấy chị phải lùi xuống một size. Phải lùi xuống một size ha. Cái này là do không có em gài khuy được luôn á. Em gài khuy được luôn á, mà tại vì là cái nó chưa có bấm khuy á, nó chưa bấm khuy nên không có gài nút được ha. Em mặc là còn rộng rãi á nha mấy chị ơi, đây này còn dư cả khúc nè. Cái quần này nó giãn thoải mái lắm mấy chị, sọc chân đá chân người gì cũng vô tư luôn. Giá là 350.000. Hiện tại size em đang ghim là 30 là vòng mông 90 đúng không? Size 31 vòng mông 95, size 32 vòng mông 100, 33 vòng mông 105 và 34 vòng mông 110. Là những cái size đó là đã trừ hao cho mấy chị thoải mái một chút rồi. Còn vòng bụng thì mấy chị lấy cái số đo của vòng mông á, mấy chị trừ hao ra cho em. Ví dụ như hiện tại là cái ví dụ như cái size 32 đi, vòng mông là 100 đúng không? Thì vòng bụng của mấy chị là khoảng dưới 90, trừ hao cho em từ 12 cho tới 15 cm ha. 12 cho tới 15 cm là vòng mà bụng 90. Vòng bụng em 90, vòng mông đúng 100 luôn nè. Là mặc vừa y cái size 32 luôn và nó còn rộng ở phần mông ha. Đó. Giá là 350.000. Em có quần dài và quần chín tấc luôn. Quần chín tấc là nó có thêu lai ở chỗ này nha mấy chị, nó có thêu lai hai bên nè. Đó, chị nào cao khoảng cỡ 1m57, 1m58 thì không cần phải cắt lai. Là mặc quần chín tấc là sướng nhất luôn, không cần phải cắt lai được gì hết, nó không có vướng gì hết, là mặc qua mắt cá chân một xíu. Là cao khoảng cỡ 1m57, 1m58, có hai màu. Màu đậm và màu nhạt. Thì bây giờ chị nào lấy màu đậm thì chốt cho em màu đậm, lấy màu nhạt thì chốt cho em màu nhạt, và chốt chín tấc hoặc là dài. Ví dụ mà chị nào mà lấy là quần jean size 32 chín tấc nhạt, vậy là em biết ha. Có chị nào không rõ không? Không rõ thì để em giải thích thêm cho. À, nó chưa tới chị Tạ Thanh Vy. Lấy một đậm chín tấc size 32. Dạ rồi, ok chị Đào Nguyễn nha. Bây giờ em có đưa cái size 30 lên, em có đưa cái size 31 lên, chị nhìn chị cũng không biết được đâu chị. Chị Bích ơi, bây giờ cái vòng mông của chị bao nhiêu? Màu là y chang như nhau, không khác cái nào hết trơn. Bây giờ là chủ yếu là size chị size bao nhiêu, chứ đưa lên chị ví dụ size 30, size 31 nó trên chị lên trên live chị nhìn chị đâu có thấy được đâu. Bây giờ nó chỉ có hai màu duy nhất thôi. Là một là cái màu này nè. Màu là không hề khác nhau mấy chị, màu là giống y chang nhau luôn, tại vì mã màu giống nhau nha. Nên là màu y chang nhau không hề khác. Có hai màu, màu sáng và màu tối nè. Màu đậm và màu nhạt, hoặc là màu sáng và màu tối, có chín tấc hoặc là dài. Có chín tấc hoặc là dài thôi. Màu thì y như nhau. Đây nè, quần này là quần dài nè. Quần này là quần dài nè. Đó, quần dài nè. Dạ rồi, ok chị Bích nha. Size 30 chín tấc màu đậm. Size 30 là lấy một nhạt chín tấc size 32. Dạ rồi, ok mấy chị nha. Đó, mấy chị cứ muốn lấy chín tấc hoặc là lấy dài, rồi size bao nhiêu, màu nhạt màu đậm thì mấy chị ghi cụ thể lên. Tại vì nó chỉ có hai màu thôi, nó chỉ có hai màu thôi, một là màu nhạt, hai là màu đậm. Rồi nó có chín tấc và dài thôi ha mấy chị. Giá là 350.000. Hàng này là bao hàng cho mấy chị mặc. Rồi, con lấy hàng
nó giãn dữ lắm luôn á, dạ, mặt dạ. Sướng cực kỳ luôn, hàng xịn nha mấy chị. Đây nè, chỗ nó giãn mấy chị, mặt mà sọt ví dụ mình ngồi mình chặn hãng chân ra cũng được nữa. Đó, hàng cao cấp cho mấy chị ha, lưng đồ cũng co giãn luôn, quần giãn thoải mái lắm. Mấy chị mặc cái quần này nó nhẹ nhàng lắm, chứ bây giờ mà quần jean mà mình lớn tuổi mà mình mặc mấy cái quần mà cái vải nó cứng quá nó khó chịu. Giá là 350 ngàn, có từ size 30 cho tới size 34. Hiếm lắm mấy chị ơi, không có hàng đó, tại vì hàng này là hàng sale nha. Hàng này bây giờ mấy chị cứ thử đi ra ngoài á, mấy chị mua mà phải là đúng hàng xịn nha, chứ còn mà hàng nhái là em không tính nha. Mấy chị phải tính đúng hàng xịn, mấy chị cứ mua về xong mấy chị coi cái chất vải coi, và mấy chị đi tham khảo ở ngoài shop coi cái quần này nó bán cho mấy chị chỗ nào mà shop thường á, nó bán cho mấy chị tầm khoảng cỡ 500 mấy, còn mà shop mà ví dụ như ra mấy cái shop mà hơi cao cấp một chút, cái mặt tiền nó mà thuê mắc tiền chút là nó bán tầm 600 mấy trở lên á. Cái màu này cũng đẹp nè, cái màu này có ít chứ không có nhiều, cái màu 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 sáng nè. Quần như tư vấn số đo vòng 3 chị ơi. Quần là tư vấn theo số đo nha mấy chị ơi, quần là em tư vấn theo vòng mông, chứ tại vì bây giờ mấy chị biết sao, cũng số ký cũng chiều cao đó, nhưng mà cái chị mà làm công việc mà mình đứng nhiều thì coi như cái vòng 3 nó sẽ gọn. Còn chị nào mà ví dụ như làm việc mà mình ngồi nhiều, ví dụ làm văn phòng đồ này nọ, thì cái vòng hông của mình nó sẽ bự hơn. Do đó là quần em chỉ tư vấn theo số đo thôi, chứ em không có tư vấn theo ký nha. Tư vấn theo ký là về là mấy chị mặc nó sẽ hơi bị khó đó. Mặc có nhiều chị tại vì là dáng của mỗi người mỗi khác nhau á, mấy chị cứ đo số đo vòng á là ra y chang à. Mông đủ 90 là chị mặc vừa, không có quá ôm mà cũng không. Đây nè, giống như em nè, vòng mông 100 nha, vòng mông 100, vòng bụng hiện tại đang 90 nè, là chị mặc nè. Đây nè, nó vẫn ôm như vậy nè, mà có điều là nó kéo ra là nó còn thoải mái. Kéo ra là nó còn thoải mái thôi, chứ đây nè, đó chị mặc như em nè, em là vòng mông đúng 100. Cái màu nhạt quần dài thì chỉ có đúng hai cái duy nhất thôi nha. Quần dài màu nhạt có một cái sao? Có một cái hả? Không có quần dài màu nhạt đâu. Màu nhạt quần dài chỉ có một cái duy nhất, size 30 hả? Size 34 thôi. Cái màu nhạt nó hiếm hàng lắm. Rồi đó, đây nè, mấy chị mặc là như em nè. Nếu như mà mặc em là đúng vòng mông 100, vòng bụng đúng 90 luôn, là gài nút lại nè. Đó. Dạ rồi, ok chị Nguyễn Hồng nha. Ok chị Nguyễn Hồng. Cái màu nhạt nó lạ, màu nhạt ít hàng lắm mấy chị. Màu nhạt là không có. Màu đậm á thì coi như là tại vì ôm lô này là em ôm lô là 50. Là 50 cái á. Còn ví dụ như mà cái màu nhạt á là nói nó lấy ưu tiên lấy hết luôn, mà màu nhạt đâu tính ra có mấy cái á. Cái màu nhạt nó ít hàng. Mông 96 chị lấy 30. Ủa, 96 là lấy 31. 96 là lấy 31. 96 là lấy 31 là ok chị. Mấy chị còn thắc mắc cái gì nữa không, em giải thích cho. Tại sao cái bình luận của chị nó không tự nhảy ta? Đồ chị giao rồi á chị Sẹp à. Hàng Hàn Quốc về rồi, quên trời. Nó về rồi mà coi như. Mặt size của chị gì? Mặt size của em á chị Dầu Nguyễn ơi, mông 100 mà eo 85 là chị mặc size 32 y như em á. Rồi nha chị Sẹp. Nó có ra giấy không?
do mạng không có mạng. Rồi mấy chị quần có thắc mắc gì nữa không? Không là em sẽ qua áo giấy. Không em sẽ qua áo giấy. Quần số lượng ít lắm nha mấy chị ơi, số lượng ít lắm. Chị nào có đặt quần thì chốt cho em quần nha. Quần dài màu nhạt size 31 không có, quần dài màu quần dài. Size nhiêu? Quần dài màu nhạt chỉ có một cái size 32 và một cái size 34 thôi. Quần dài màu nhạt chỉ có một cái size 32 và một cái size 34 thôi. Cái màu nhạt nó ít hàng lắm mấy chị. Rồi tiếp nha. Em lên áo giấy nha. Quần có chị nào hỏi nữa không? Chị Đào Nguyễn nha. Ủa okay, em. Chị Đào Nguyễn nè chị ơi, chị Diễm có đọc á. Chị Đào Nguyễn chốt từ hồi nãy u ở phía trên, chị đặt hàng ok chị rồi mà. Hàng này là quần Hồng Kông đó mấy chị. Quần co giãn cho mấy chị mặc sướng lắm. Nó co giãn nè. Mấy chị thấy cái độ giãn của nó chưa? 350 em có ghim giá ở phía dưới. Em có ghim giá ở phía dưới và em có ghim cái size ở phía dưới luôn. Mấy chị bấm vào ngay cái chỗ mà Junju gì phía dưới đó. Đó là mấy chị thấy là coi như quần jean đồng giá 350, size 30 là vòng mông 90 ha. Size 31 là mông 95, size 32 là mông 100, size 33 là mông 105 và size 34 là vòng 110. Mà thoải mái cho mấy chị rồi nha. Có nghĩa là ví dụ như mấy chị mặc size 30, ví dụ như vòng mông em đang vòng mông em là đang là 100 đúng không? Thì size 32 thì em mặc là nó còn thoải mái nha mấy chị. Co giãn luôn nữa. Vòng bụng thì mấy chị nhớ phải trừ hao nha. Nhớ là vòng mông phải đi kèm với cái vòng bụng. Vòng bụng là mấy chị phải trừ hao là 10. Ví dụ như vòng mông mấy chị 100 đi, thì vòng bụng của mấy chị là phải dưới 90 ha. Phải dưới 90. Nhớ là mông phải đi kèm với bụng. Chứ để mà bụng ví dụ như mấy chị vòng mông 100 mà vòng bụng 105 là thua nha. Là mấy chị bắt buộc phải lấy cái size lớn hơn. Nhớ giùm em ha. Chín tắc màu nhạt size 32 cho chị Thanh Nguyễn nè. Dạ rồi, ok chị Thanh Nguyễn nha. Ok chị Thanh Nguyễn, 9 tấc màu nhạt size 32. 9 tấc màu nhạt size 32. Ta mới cài lại rồi. Mà tại vì cái máy in nó hư, không tin bây giờ mày bấm cũng in cũng được rồi. Không phải là máy in hư mà cái wifi nó bị khùng. Ủa size 32 9 tấc hết hả? Chị đang mặc nè. Ủa chị đang mặc màu đậm mà. Chích da rồi hết rồi chị. Chị Thúy Sơn ơi, size 32 màu nhạt hết mất tiêu rồi. Size 32 màu nhạt hết rồi, màu nhạt ít hàng lắm á mấy chị ơi, mỗi size màu nhạt nó chỉ có 1 đến 2 cái thôi. Size 32 màu nhạt hết rồi. Rồi bây giờ em lên cái áo giấy em đang mặc nha. Cho chị một cái đi. Em đo thử size 2 cho 3. Em đo size cho 2 3 4 5. Đây mày ghi cái tờ giấy mày dán đây luôn cho nó dễ. 2 3 4 5. 100. Sao mày? 100. 100 là trừ hao nhiêu ta? 100 là trừ hao nhiêu? Tranh thủ đi canh giờ về chở mấy đứa nhỏ nha. Mấy bữa dùng ngọc chị như 90 đúng không? Ngày 93 93, 95 rồi. 95 thì cái áo size 2 này mẹ mặc áo gì? Size 3 này không chặt. Cái này phải trừ hao 10 xăng mặc nó mới ok được. Đúng không? Cây size 2 là vòng ngực 100 đúng không? Chỉ có xanh đen thôi nha chị chứ không, không có đen. Lấy chị quần dài nhạc 32 còn không? Nhạc 32 còn. Nhạc nhạc 32 dài còn đúng không? Dài, dài còn nè, quần chín tấc màu màu tối nha chị. Màu tối nó là dạng xanh đen chứ không phải đen. Nó là xanh đen chứ không phải đen đây nè. Nó là cái màu xanh đen như vậy nè. Chứ không phải đen nha. Là chị Dầu Nguyễn lấy một cái quần dài nhạc size 32 với lại là một cái quần chín tấc size 32 ha. Đó cái quần chín tấc thì ở chỗ này nó có theo like.
chị nào mà cao khoảng cỡ 1m55 cho tới 1m57 là mấy chị mặc không có cần cắt, không có cần cắt lai luôn, là mặc thoải mái. Bây giờ em sẽ lên cái áo giấy nè. Áo giấy này là hàng Quảng Châu nha mấy chị, hàng này cũng là hàng sale luôn nè, hàng Quảng Châu nha chứ không phải là hàng Việt Nam mình lên nha mấy chị, lưu ý, tại vì nó có cái hàng Việt Nam mình lên nữa. Hàng Quảng Châu thì giặt nó không có bị xù, giặt nó không có bị xù và nó có cái vân, nó có cái vân chìm nè mấy chị, đây nè, nó có cái vân chìm nè. Áo giấy mặc cực kỳ mát luôn, và mặt trước mặt sau nó y như nhau, nhưng mà mặt trước thì cái hoa của nó có đính đá, mặt sau thì nó không có đính đá nha mấy chị. Số lượng hình như là nó có khoảng cỡ chừng 50 áo thôi chứ không có nhiều. Hàng này cũng là hàng sale luôn mấy chị. Nó em đưa bông lên cho mấy chị chọn nha. Size 2 là bao nhiêu? Size 100. Rồi size 3. Tăng 5 á. Tăng 5 đúng không? 110. Đo cái size 5 thử đi. Đo cái size 5 ra. 100. 105, 110. 15 đúng không? Rồi. Áo giấy nè mấy chị, nó có size từ size 2 cho tới size 5. Từ size 2 cho tới size 5, mỗi size nhích lên 5 cm. Ví dụ như size 2 thì là vòng 1 của áo là 100. Cái này mấy chị trừ hao cho em từ 7 cho tới 10 cm. Trừ hao cho em có nghĩa là ví dụ như em nói, em báo là em báo cái số đo vòng 1 của áo, nhưng mà mấy chị phải trừ hao lại. Ví dụ như em báo là cái size 2 vòng 1 là 100, thì chị nào vòng 1 khoảng cỡ từ 93 cho tới 90 cho tới 93 mấy chị sẽ mặc vừa, trừ hao cho em từ 7 cho tới 10 cm ha. Đó là sẽ ra cái số đo vòng ngực của mấy chị á. Tại vì áo giấy bản thân của nó là cái vải nó mấy chị, nó mỏng và nó nhẹ. Nó mỏng nha nhưng mà không có bị lộ hàng đâu nha. Hiện tại em đang mặc ở trong là cái áo ngực màu đen nè. Hiện tại em đang mặc ở trong cái áo ngực màu đen á, mà mấy chị thấy nó đâu có bị lộ hàng đâu. Nó không có bị ẩn lên. Đó, nó hay là nó hay, áo giấy nó hay là nó hay ở chỗ đó đó. Tuy là nó mỏng nhưng mà nó không có bị lộ. Nó không có bị lộ ha. Thì chị nào nó mỏng á, nên là mấy chị phải trừ hao từ 7 cho tới 10 cm cho em để nó không có bị ngấn mấy chị. Nó không có bị ngấn, hoặc chị nào muốn mặc rộng hơn thì có thể trừ 12 cũng được nữa. Chị Dầu Nguyễn cho em xin số điện thoại với. Bây giờ em báo cái số đo vòng 1 nha. Chính tắc size 32 màu nhạt hết rồi chị ơi. Em đưa áo lên. Đây. Em đưa áo lên chứ đã em mấy chị đừng có nhìn em mặc, tại vì bây giờ 6 tháng rưỡi rồi em mặc nó không có ra cái form gì hết trơn á. Ngực thì nhỏ mà coi như bụng thì bự thì mặc áo nó không có ra gì hết á, nên là để em đưa lên cho mấy chị nhìn cái form. Chứ còn đừng có nhìn em. Nhìn em bây giờ là không đúng rồi. Nhìn em bây giờ là cái form áo nó không còn ra nữa. Đó, chị nào nha, cái size 2 nè là vòng ngực 100. Thì chị nào vòng ngực từ 90 cho tới 92, 93 là mấy chị sẽ mặc vừa ha. Nhớ trừ hao cho em từ 7 cho tới 10 cm, hoặc là trừ hao hơn một xíu cũng được, để cho mình mặc nó thoải mái. Tại vì cái này là không khuyến khích mấy chị mặc ôm. Mặc ôm là nó sẽ bị xấu, nó sẽ bị lộ ngấn mở. Mấy chị mặc suông suông một chút. Mà mặc mát lắm mấy chị, mặc rất là mát luôn. Cái gì? Giá là 90 nha mấy chị ơi. Giá là 90 nha. Áo giấy nè, giá là 90. Riêng cái size 5 là 95.000 nha mấy chị. Các size khác là 90. Riêng cái size 5 là 95.000 nha. Riêng cái size 5 là 95.000.
Size 2 thì là vòng 1 là 100, size 3 vòng 1 105, size 4 vòng 1 110 và size 5 là vòng 1 115. Mỗi size nhích lên là 5 xăng. Và mấy chị nhớ trừ hao cho em từ 7 cho tới hơn 10 xăng cũng được nữa. Vòng bụng nhỏ hơn vòng ngực khoảng cỡ chừng 10 ha. Ví dụ như ngực chị nào 90 thì vòng bụng mấy chị 80. Đó, mấy chị hiểu ý em nói không? Hiểu ý em nói cái sai không mấy chị? Chị nào không hiểu rõ thì mấy chị có thể là nói cho em biết nha. Để em tư vấn kỹ lại cho mấy chị mặc cho nó vừa, chứ để là không là mình mặc nó không có đẹp ha. Rong biển nó mới, rong biển mới về nè chị. Hả? Mẫu này thì mấy chị chốt cho em là em mày đưa hết mẫu ra chị coi thử cái bông nó có mấy bông hết. Để biết chốt nè. Mỗi size 5 có bông rồi. 7 một chồng vậy là đủ size gái. Một mẫu là đủ size á. Là mấy bông hết. Còn cái bông đây. Tím này là khác nhau hay giống nhau? À, cái rong biển mới về. Rong biển mới về á. Để em like cái thùng hàng Hàn Quốc cho mới về tức thì nè. Hai cái màu tím là khác nhau hay giống nhau? Đâu còn cái tím nữa đâu. Rồi xong đủ mẫu nha, bây giờ em đưa mẫu lên cho mấy chị nha, giống khác. Cái này là cái gì? 5 bông hồng hả? Rồi cái này mấy chị chốt cho em là đỏ nha. Đỏ. Cái này là mấy chị chốt cho em là đỏ. Size 3 mấy chị cứ tính, size 2 là vòng ngực 100. Size 2 vòng ngực 100, size 3 vòng ngực 105, size 4 vòng ngực 110, size 5 vòng ngực 115. Vòng bụng là mấy chị lấy số đo vòng ngực trừ cho 10 cho em là sẽ ra cái số đo vòng bụng ha, sẽ ra cái số đo vòng bụng. Nếu như bụng mà bự hơn ngực thì phải lấy theo cái số đo của vòng bự hơn. Phải lấy theo số đo của vòng bự hơn ha. Áo thì mình trừ hao lại, em báo số đo là số đo của áo. Đó, còn số đo thực tế của mấy chị phải lấy số đo của áo. Mình trừ cho từ 7 cho tới 10 xăng giúp em. Ví dụ như cái áo em đang cầm là size 2, vòng 1 của áo là 100. Thì chị nào vòng ngực khoảng từ 92, 93 trở xuống mấy chị sẽ mặc vừa. Và mặc đẹp luôn. Đó, cái này là mấy chị chốt cho em là màu đỏ ha. Đỏ nha. Mỗi cái màu nào nó cũng có đủ size hết trơn á, nhưng mà số lượng ít. Ví dụ như mỗi size nó chỉ có khoảng cỡ chừng có cái một cái, có cái hai ba cái thôi, tại vì hàng này là hàng sale. Giá là 90, riêng size 5 là 95.000 ha. Đó, hàng giấy này là hàng Quảng Châu nha mấy chị, chứ không phải là hàng Việt Nam. Và áo nó có sớ mà sớ dập chìm nè. Nó có cái sớ dập chìm nè mấy chị nhìn thấy không? Mặt trước và mặt sau thì in giống nhau, nhưng mà mặt trước thì có đính đá, mặt sau không có đính đá. Cái áo này mấy chị mặc sướng lắm, mấy chị đi giặt, ví dụ như mình mặc dơ đúng không, xong rồi mình vô mình tắm rửa, mình chỉ cần mình vò một cái xong mình phơi là coi như qua ngày hôm sau nó đã khô rồi, mà coi như nó xếp nè, không có nhầu luôn nha mấy chị ơi, nó không hề nhầu luôn. Đây mấy chị cuộn gọn lại là nó bằng một cái cuốn gỏi cuốn của mình thôi, nó y chang như cái gỏi cuốn của mình luôn á. Bông khác nó chỉ có màu trắng thôi, nhưng mà nó có bông khác chứ còn nó không có màu khác nhau nha. Rồi cái này là màu đỏ giúp em ha. Màu đỏ nha. Màu đỏ. Cái này màu gì? Cái đó là đủ màu. Màu xanh. Cái này là màu xanh giúp em nha mấy chị ơi. Màu xanh ha. Màu xanh. Đó. Ở phía trước thì đính đá, phía sau thì không đính đá. Con gửi có biển á. Màu xanh nha. Đó, màu xanh. Em đang cầm là size 4 nè. Cái size 4 này mấy chị em nghĩ là 70kg là ok nè. Còn size 5 là 75kg là vừa đó.
Cái này là size 4 ha. Size 4 nè. Đó, size 4 thì chị thấy bự chưa? Size 4 vòng 1 là 110 á. Size 4 là vòng 1 110 màu xanh nha. Chị nào lấy thì chốt cho em là xanh ha. Chốt cho em là áo giấy xanh. Áo size to, không lấy vòng đỏ. Áo giấy xanh. Size to là size bao nhiêu? Chứ size 4 nó cũng to, size 5 nó cũng to, nó trên là tới size 5 xăng lận mà. Rồi, cái này chốt cho em tím ha. Chốt cho em tím. Tím nè. Cái màu ở bên ngoài nó sẽ đẹp hơn trên line á, trên line nó hơi bị nhạt màu á mấy chị. Ở bên trên line á nó phản ánh cái màu nó hơi nhạt á. Đây nè, áo giấy nó đẹp lắm, hàng Quảng Châu nè. Cái vân nó có vân nè mấy chị chứ không phải nó trơn đâu. Đó, cái này là tím nha, cái này là tím. Tím ha. Tím nha, chị nào lấy tím thì chốt cho em tím. Size lớn nó có ít lắm, chị nào mà ví dụ form mà 70 75 kg là mấy chị lo lấy liền cái size lớn này chứ để không có. Tất cả các size là 90.000, riêng cái size 5 là 95.000 ha. Riêng size 5 là 95.000. Tím nha. Còn cái này mấy chị chốt cho em là nâu, nó có cái bông nâu nè. Thì chốt cho em là nâu ha. Chốt cho em là nâu nha. Em đang cầm là cái size 5 này mấy chị. Ok chị Phạm Trinh. Em đang cầm là cái size 5 này mấy chị thấy cái size 5 nó bự chà bá chưa? Cái size 5 75 kg vô tư nè, mà nó còn giãn nè mấy chị. Hàng thun giấy á, mặt giãn thoải mái lắm. Size 5 là 95, tất cả các size khác là 90 ha. Nâu. Chị Phạm Trinh cho em số điện thoại ha. Nâu. Ok, chị Đặng Sẩm, một xanh một tím size 3. Rồi. Và cái này là mấy chị chốt cho em là nhiều màu giúp em ha. Giúp cho em là đủ màu đi. À, nhiều màu đi, nhiều màu đi. Chốt cho em cái mẫu này là nhiều màu ha. Đó, nhiều màu. Nói chung nó có những cái mẫu, cái hoa nó đơn giản. Chẳng hạn như cái này là đơn giản nè. Chị nào mà ít thích mà rườm rà quá thì mình chọn những cái mẫu hoa đơn giản. Còn ví dụ chị nào mà thích hoa hòe nhiều thì mấy chị có thể chọn cái màu đỏ như em đang mặc nè. Mấy chị đừng có để ý em mặc. Tại vì bây giờ là hiện tại em á, là cái bụng nó bự hơn cái ngực. Nó không có ra form. Nên đừng nhìn theo em. Đó, cái này là nhiều màu ha, cái này thì nó đơn giản. Chị nào mà thích đơn giản thì lấy cái nhiều màu. Ok, chị Vân Hoàng, xanh và tím. Đặc biệt chị nào size 70-75kg lo lấy hàng liền. Chứ 70-75kg là ít hàng lắm á. Size 4, size 5 á. Size 5 là mấy chị 75kg là ok á. Em nhắc lại, số đo vòng 1 của size 2 là 100, size 3 105, size 4 là 110 và size 5 là 115. Đó là vòng 1 của áo ha. Chị nào muốn mặc vừa vặn mà đẹp, nó cái kiểu là nó cái vì là áo giấy á, nên mình mặc mà nếu như mà sát ôm sát người quá nó sẽ bị lộ, nó sẽ bị lộ ngắn mở rồi nó không có đẹp. Mấy chị phải mặc suông suông. Nên là mấy chị phải trừ hao từ 7. Trừ hao cho em từ 7 cho tới 10 hoặc là hơn 10 cũng được nữa ha. Nó ví dụ như cái áo số đo size 2, số đo vòng 1 là 100. Ok, chị Bạch Tiến. Tiến size 4. Thì chị nào vòng ngực khoảng từ 92, 93 trở xuống mới chị mặc sẽ ok. Sáu chục ký mà chị cao bao nhiêu? Mấy chị cho em ký phải đi kèm chiều cao chứ mấy chị ơi. Ký phải đi kèm với chiều cao. Còn người mình gọn nó khác, người mình nó hơi bè nó khác nha. Ví dụ người gọn á, 60kg chị lấy size... chị lấy size 2 thì chị mặc hơi ôm á. Còn size 3 là chị mặc rộng rãi. Nếu như chị thích mặc ôm á thì chị lấy size 2. Còn chị thích mặc rộng rãi thì chị lấy size 3. Ok, chị Phạm Trinh, tím size 2, rộng đơn. Mấy chị ơi, em hết tím size 3 rồi. Chị Hòa Lâm ơi, còn nâu thôi. Tím size 3 là cái mấy chị ơi. Like rồi bữa nay á mấy chị, chị nào mà ví dụ như khách mới, tại vì ở trên like nha, em xin lỗi mấy chị nếu như chị nào mà coi như là không có cái ý đó thì coi như em cũng xin lỗi, nhưng mà em cũng nói trước luôn. Có nghĩa là ví dụ như chị nào khách mới á thì mấy chị đặt hàng á, mấy chị chốt kỹ giúp em nha, đừng bơm hàng giùm em nha mấy chị, đừng bơm hàng em nha. Trời ơi, em bị dính cái chị khách mà coi như em chuyên nghiệp luôn á.
bơm mà hai đơn mà coi như liên tục luôn. Hôm bữa là ngày cuối tháng 5 đặt cái đơn mà cái nồi mấy chị xong rồi đi vận chuyển về xong cái nồi nó bị mớp. Là coi như đâu bó tay luôn. Bây giờ coi như là để dùng hay là coi như cho ai chứ còn bây giờ ví dụ như cho người quen rồi chứ còn nó mớp rồi đâu có bán được. Bơm hàng mà hàng đi, hàng gửi đi xong rồi hàng gửi về nữa là coi như là nó quăng hàng mình là thua luôn á, tại vì hàng cồng kềnh mà. Đó, đã bơm đơn đầu em 1,5 triệu rồi. Mà cái anh shipper á, hôm trước ảnh đã dặn rồi mà quên. Ảnh đã dặn, ảnh không có nốt thông tin vô mà ảnh dặn. Anh dặn là cái chị này là chỉ chuyên bơm hàng đó. Rồi ảnh nói là chỉ hay có mấy cái tên vậy nè, mấy shop khác là bị dính mấy cái tên đó đó. Ảnh có nói mà xong không để ý. Đúng y như rằng là coi như là mới hôm qua em kia là bị dính đơn nữa đó. Bơm chuyên nghiệp luôn rồi. Dạ rồi, ok chị Lương Ngọc Hà nha. Thêm áo size 5 mà mẫu nào chị có ghi không? Ok chị Nguyễn Thanh nha. Nguyễn Thanh, chị có cho số điện thoại á. Mấy chị chia sẻ like với em đừng đi đâu hết nha. Lát nữa em sẽ lên áo khoác nữa. Lát nữa em sẽ lên áo khoác và nếu như còn thời gian thì em sẽ mà chắc là áo khoác nó tùm lum mẫu lắm, áo khoác sale á mấy chị. Nó tùm lum mẫu lắm, thành thử like áo khoác chắc là hơi lâu á. Chị nào xem lại like mà quần jean á mấy chị. Là mấy chị lo đặt hàng cho quần jean số lượng nó cũng ít lắm. Chị Sương Nguyễn nói giao dư cho chị một bình xịt dầu kìa. Hả? Ok chị Tuyết Vân nha. Rồi có chị nào lấy nữa không? Em hết bông xe rồi chị Cẩm Vân ơi. Hết cái gì? Hết size 5 rồi, bông nâu rồi. Hết size 5 bông nâu rồi mấy chị ơi. Size 5, size 4, size 5 nó ít hàng lắm á. 75kg mà vòng mông chị bao nhiêu? Vòng mông chị bao nhiêu? Vòng mông mà 110 á thì coi như là size 34 nha. Đây nè, cái này là đủ màu nè. Cái đủ màu ha, áo giấy nè mấy chị. Các size khác giá là 90, hàng Quảng Châu nha. Còn riêng cái size 5 á thì giá là 95.000. Đây là đủ màu nha mấy chị ơi. Áo giấy nó có vân nè. Mấy chị nhìn thấy cái vân áo nè. Đó, em đang mặc nè. Hiện tại em đang mặc áo ngực ở bên trong màu đen luôn nè. Để đưa cho mấy chị xem chứ để mấy chị ấy nữa nè. Hiện tại áo ngực ở bên trong em mặc áo màu đen nha. Rồi em mặc một cái áo hai dây á. Ở bên trong cũng màu đen luôn nè. Mà mấy chị nhìn thấy cái áo em phủ không? Không hề bị lộ cái màu đen ra ngoài. Không hề bị lộ cái màu đen ra ngoài. Đó, tuy là áo giấy nó mỏng nhưng mà coi như nó không có lộ nha. Nó không có lộ. Cái này là đủ màu nha, đủ màu. Ở trước nó ở sau, ở trước là trước như thế nào thì sau như vậy, nhưng mà ở trước thì nó có đính đá cho mình, còn phía sau thì nó không có đính đá ha. Đó, cái này là đủ màu giúp em ha. Cái này là đủ màu, họa tiết đủ màu á mấy chị. 95 là size 3 á chị. Ngực 95 là size 3. Đây. Còn cái này là xanh nha mấy chị ơi. Cái này là xanh. Cái này là xanh giúp em. Còn cái này là đỏ ha. Cái này là đỏ nha. Tím cho chị mượn.
Đây cái này là tím nè. Cái này là tím nè. Mét rưỡi 58 kg hả? Mét rưỡi 58 kg là khoảng 62 kg, mà 1m55 á. Khoảng 62 kg, 1m55 là mặc size 3. Size 3 gì đặng sẵn, hồi nãy em thấy chị lấy size 3 ok. Màu tím, còn cái nâu nữa đâu? Rồi và cái này là nâu nè. Nó có mấy họa tiết à. Chị Vinh Lê. Ê cái đơn Vinh Lê sao rồi bay, coi như tìm ra chưa? Ok chị lấy bất thủy nha. Size 4 bông 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 nâu. Hả? Hết size 5 bông nâu rồi. Chị Cẩm Vân ơi. Cái gì? Quần jean 75 kg, em tư vấn theo số đo dòng 3 nha chị ơi, 75 kg chắc hơi chậm quá. Tìm chưa có ra cái đơn của kho, nó chưa ra nữa. Em nghi là nó thất lạc, nó làm mất đơn của chị rồi. Mà bây giờ hiện tại ở nhà không còn. Hôm bữa trước chị đặt cái gì chị? Coi lại cái đơn chị Vinh Lê thử, chị đặt cái món gì xong ở nhà mình còn hàng không thì giao cái đơn mới xong rồi ấy. Cái đơn chị Vinh Lê với đơn chị gì, chị Mũi Kim hay chị gì, hai cái đơn bị thất lạc ở kho là nghi, là em nghi là mất đơn, là coi như bên shipper là nó bồi hoàn rồi. Lát nữa em nói thông tin vô, lát nữa cái đơn chị Vinh Lê coi thử chị đặt cái gì xong ở nhà mình còn hàng không thì lên đơn mới cho chị, còn cái đơn cũ kia để coi thử nó xử lý làm sao, chứ giờ kho nó cũng chưa tìm ra mà. Nâu nè. Em nói thông tin lại đi, lát nữa kiểm tra lại chị Vinh Lê đi. Size 4 nâu còn không? Size lớn nhất là size 5. Size lớn nhất là size 5. Vòng 1 là 115. Thì mấy chị vòng 1 dưới 110 là mấy chị mặc ok. Khoảng cỡ chừng 75 kg, cao 1m55, 56 là vừa đó. Là size 5 á. Size 5 giá 95, còn tất cả các size khác là 90 ha. Đây nè, cái thùng hàng Hàn Quốc về luôn rồi nè mấy chị. Đây. Em đưa cho mấy chị coi cái ngày nó đi luôn nè. Cái ngày nó bay luôn nè. Trời ơi, size 4 còn nâu rồi mấy chị ơi. Đây em cho mấy chị coi cái ngày nó bay luôn nè, chứ để mấy chị nói em lại. Trời ơi. 7-8 kg là bị chật, bị 7-8 kg mà không vừa đâu chị Trành Nghĩa ơi, lâu quá mới thấy chị lên xem live với em á. Rồi đây để em quay qua cái thùng hàng Hàn Quốc nó về nha. Đây em cho mấy chị xem nè, để chị nào mà đặt hàng á bây giờ phải thông cảm thôi, chứ bây giờ em cũng không biết làm sao luôn á. Đây nè, bây giờ hải quan nó làm căng mình cũng bó tay luôn. Đây mấy chị, cái bill này nha, là ngày 22 là bà chị em bà gửi tới công ty nè. Ngày 23 là hàng nó bay nè mấy chị. Mà hôm nay mới nhận được hàng luôn á, là hôm nay ngày nhiêu ta? Hôm nay ngày 8. Là hôm nay mới nhận được hàng luôn á mấy chị. Đó mấy chị thấy coi như nó đi lâu ghê hồn chưa? Nó bị giam lại hải quan á, nó về hải quan lâu rồi mà nó đem nó giam lại, coi như nó giam tại hải quan chắc cũng phải là từ Hàn Quốc mà về á, nó bay khoảng cỡ chừng một ngày là tới à. Mà nó giam tại hải quan á. Do đợt này là về coi như ba cái thực phẩm chức năng nhiều quá. Ủa hai cái hộp gỗ mỏng vậy. Đây có rong biển trộn cơm nè mấy chị. Rong biển trộn cơm đợt này về hàng luôn rồi nha. Giá cái này là nhiêu? 120 đúng không? Giá là 120 một gói nha mấy chị ơi. Gói của nó là 80 gram ha. 80 gram, chị nào lấy rong biển trộn cơm á, hình như về được 10 gói hay là em cũng hồi nãy mày kiểm nhiêu, 10 gói hay là 20 gói? Hả? 10 gói hay là 20? 20 gói rong biển ấy hả? Đây nè mấy chị, rong biển trộn cơm nha. Rong biển trộn cơm. Đó, chị nào lấy rong biển. Ủa chị nào lấy hả? Ủa chị nào cũng đâu mà về mà lấy đâu dạng trước rồi sao vậy? Ai vậy?
Ghê vậy. 5 gói hả? Rong biển trộn cơm giá là 120 ngàn một gói nha mấy chị ơi. Đó, 120 ngàn. Đây, cái này là coi như cái hộp bổ não gỗ này mấy chị. Một hộp của nó là về được 3 hộp này. Tại vì thực phẩm chức năng nhiều, về nhiều quá xong bắt đầu nó dính. Nó dính kẹt lại nằm tại hải quan á, thực phẩm chức năng với mỹ phẩm á. Cái bộ não này mẹ em đã mới uống được có mấy ngày à. Thành thử là chưa cái. Nhưng mà cái hàng này khách đặt nhiều lắm nha mấy chị. Cái hàng mà bộ não gỗ này nè. Mấy chị mà đi Hàn Quốc á, mua cũng nhiều. Mà coi như mấy chị dặn hàng em cũng nhiều lắm á. Thì em nghĩ chắc là nó hiệu quả. Thành thử là mấy chị khách em giới thiệu vậy là mấy chị đặt hàng luôn á. Có nghĩa là mấy chị đã uống trước đó rồi. Mấy chị đã uống trước đó rồi. Đây, cái hộp của nó là gồm 60 viên nè mấy chị, một ngày mình sử dụng một viên ha. Cái nó của công ty là Samsung Farm nè mấy chị. Đó, hàng của tập đoàn Samsung luôn. 60 viên. Có, kìa. Trời ơi Lu, ngủ cốc đồ về luôn kìa, trời nó nằm nó ngủ queo râu luôn kìa. Đó, cái này nè mấy chị là nó có công dụng là hai rong biển trộn cơm. Ê, rong biển trộn cơm em coi em lấy em chốt liền ở cho để rong biển trộn cơm một chặt là mấy chị dặn hàng cái là hết không có đó. Cái viên này nè mấy chị, nó có công dụng là coi như là tốt cho những người mà bị mà rối loạn tiền đình á, bị rối loạn tiền đình đó mấy chị, đã bị rối loạn tiền đình rồi hoặc là ai mà uống mà để phòng ngừa bị rối loạn tiền đình, với lại là cái kiểu là phòng ngừa đột quỵ. Cái thằng này phòng ngừa đột quỵ thì nó không có bằng cái loại mà cái hộp 10 viên. Mà cái này là chủ yếu là để bổ não với lại là phòng ngừa chứng là rối loạn tiền đình á. Hoặc là những người nào mà coi như tiền mãn kinh á. Là cái này nè mấy chị. Đó, giá là hình như đợt này về rẻ nè. Đợt này về là hình như là giảm 150 á. Là mấy bữa là 2 triệu thì đợt này là về là còn 1.850.000 á mấy chị. 1.850.000 á, nó giảm được coi như là hình như là được 6 hay 7 ngàn won gì đó. Giá là 1.850.000 nha, giảm được 150.000 á. 150.000 tiền Việt mình á. Ê, cái này em nhớ ghi bấm giá cho để con Ngọc nó không biết nó đem nó bấm cái giá ấy á. Đây chị Sương Nguyễn nha. Cái này là đợt này nó rẻ nè. Nó rẻ hơn được 150.000 á. Có 3 hộp nè. Đây cái Chito siêu nè, trời ơi bây giờ mới về luôn nè mấy chị. Hả? Chị Ngọc hứa thì chị hỏi cái đó còn nhớ sale luôn. Cái nào? Cái hàng này là hàng đợt giá sale á chị, mua cái hàng mà đợt giá sale á. Xong rồi là coi như bây giờ nó mới về hàng tới nhà luôn đó. Hôm bữa giờ nó chưa về hàng luôn á. Cái viên này á chị. Cái viên này nha, nếu như ai mà đã bị rối loạn tiền đình rồi thì một ngày một viên. Cái viên của nó y chang như cái viên thuốc tể vậy đó. Ở trong là nó dạng cái viên thuốc bắc màu đen 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 á mấy chị. Đây nè, nó y chang như cái viên thuốc tể vậy nè. Rồi xong rồi mình cứ khui cái bao này ra rồi mình nhai thôi. Rồi uống nước, uống với nước bình thường thôi mấy chị. Nó y chang như cái viên thuốc tể vậy đó, nó tròn tròn ha. Cái này gọi là cái gì, An Cung Ngưu Hoàng đó. Mấy chị đi Hàn Quốc đó, người ta hay nói là An Cung Ngưu Hoàng á, là nó đó. Đó, còn chị nào mà muốn phòng ngừa thì một ngày mình uống cách ngày. Ví dụ như ngày này mình uống, ngày mai mình nghỉ, ngày mốt mình uống, bữa kia mình nghỉ. Thì tính ra nếu như ai mà muốn phòng ngừa thì cái này uống được tới 4 tháng. Còn nếu như mà ai mà đang bị rối loạn tiền đình mà coi như mình muốn nó giảm cái triệu chứng rồi, nó đỡ chóng mặt, nó đỡ say sẩm rồi đó, thì coi như là một ngày mình sử dụng một viên. Còn ngừa thì coi như cách ngày một viên. Giá là đợt này là giảm 150 nha, nhớ nha. Cái đợt này là sale 150, giảm 150 nha mấy chị. Còn mà ví dụ như đợt sau nữa thì em không biết nha. Nói chung là hàng mua đợt nào mà có giá sale thì em sẽ bán cho mấy chị giá sale ha. Nó như viên thuốc tể vậy, mình cứ lấy ra mình nhai thôi. Đây, 2 triệu mà trừ 150 ra. Đó, rong biển trộn cơm chị nào còn không? Rong biển trộn cơm mấy chị có lấy thì báo em luôn nha. Còn ít lắm.
này là coi như có mấy chị đang chuyên ghiền cái món này thì chưa có lên đó nha, chứ còn mà lên là coi như hết sạch, không còn bịch nào đâu. Đây đó, rong biển trộn cơm nè. Còn cái chi tô siêu này làm bữa nhiêu em, bữa sale để giá sale nhiêu quên mất rồi, 5,5 đúng không? Rồi chi tô siêu là 550 nha mấy chị ơi. Cái đợt mà em báo hàng sale em đặt từ cái thời đó đó, mà bây giờ nó mới về hàng á, từ bữa giờ chưa có về hàng. Đây nè, cái chỉ tơ tầm nè mấy chị. Cái chỉ này á, nó có hàng giả bây giờ đang rất là nhiều luôn nha. Tại vì bây giờ cái mẫu này á mấy chị, là nó đang rất là hot ở trên thị trường Hàn Quốc luôn. Do là cái thằng này á mấy chị, là nó đặc trị ở trên mạng, mấy cái chỗ khác nó tư vấn hay là nó quảng cáo á, là nó làm mờ vết thâm nám đồ này nọ, nhưng mà thực chất là nó không có mờ nha. Nên cái này á, chủ yếu cái công dụng của nó là làm căng da. Căng da, chị nào mà ví dụ như cái râu rồng á, ngay chỗ hai cái khóe miệng của mình nè, rồi cái nếp nhăn ở trán nè, rồi nếp nhăn đuôi mắt á mấy chị. Mấy chị tập trung những cái vùng đó hơi nhiều một xíu thì dễ sử dụng lắm. Mấy chị nhìn nè, ở đây là một cái hộp chỉ nha, cái hộp chỉ tơ tầm nè. Còn ở dưới này là một cái hộp nước. Mấy chị lấy cái hộp nước này, mấy chị mở khui nắp ra ha, mấy chị đổ vô trong cái hộp chỉ, rồi mấy chị lắc đều lên. Rồi ở trong cái hộp này nó sẽ có cho mình một cái, nó sẽ có cho mình là hai, em kéo ra em chị cái, nó sẽ có cho mình hai cái đầu này nè. Đó, hai cái đầu thay thế. Thì mấy chị lấy cái đầu này, mấy chị gắn vô ở trong cái hộp này, rồi mình cứ nhỏ giọt mình dùng thôi. Đó, thường thường ở khuôn mặt mình á thì em hay bôi là khoảng cỡ chừng 12 giọt. Mấy cái serum bình thường thì bôi có 7 giọt thôi, riêng là cái này là em thường thường em bôi 12 giọt ở cái vùng mắt và cái vùng râu rồng với cái vùng trán á. Cái vùng râu rồng là cái vùng khóe miệng á, là hay bôi khoảng cỡ chừng 3-4 giọt vậy mấy chị. Để cho nó căng da đó. Chi tô siêu giá là 550 một bộ nha mấy chị ơi, 550 một bộ. Biết đợt trước mấy chị dặn là hết hàng rồi đó, mà lâu quá rồi không biết mấy chị có xả hàng hay không. Thì chị nào xả hàng thì báo em. Cái chi tô siêu nè, cái kem chống nắng về luôn rồi nha mấy chị ơi, kem chống nắng về luôn rồi ha. Kem chống nắng thì giá là 280.000, đợt này mua cũng không có giá sale. Nó không có sale. Bình thường sale là 260 á, mà đợt này mua cũng không có sale nha, 280. Nó hộp nó hơi mốt một chút nha mấy chị. Cái hộp nó hơi mốt một chút, kem chống nắng về luôn. Rồi cái này là dầu con lăn. Đây nè mấy chị. Cái con lăn này nè. Cái hàng giả của nó là mấy chị bóc được cái này ra nha. Cái lớp này mấy chị bóc ra được ha. Còn cái thằng quỷ này mấy chị bóc tới mùa bưởi nó cũng không ra luôn. Còn cái con lăn của nó rất là êm. Cái con lăn của nó nè. Còn cái con lăn hàng giả, hàng nhái là mấy chị lăn vô nó rất là đau, mà nó không có trơn như vậy đâu. Cái này mấy chị dùng xong ha, mình đừng có vứt cái chai. Vứt cái chai nó uổng lắm, tại vì nó còn con lăn này nè. Con lăn này nhiều khi mà ví dụ như mình hơi có đất một xíu á, mấy chị lăn á, thì nó sẽ bị dính mấy cái đất của mình vô trong mấy cái này nè. Mấy chị chỉ việc lấy cái bàn chải răng á, bàn chải cũ á, mình bỏ á, xong mình vệ sinh. Mình vệ sinh lại, mình sạch đi, xong rồi mình đem mình tận dụng ha. Ví dụ như ở nhà mình có cái dầu nóng nào đó, mình có thể mình đổ vô đây, hoặc là mình có thể mình cứ dùng cái chai kia đi, xong mình lấy cái đầu con lăn này nè, mình để dành lại đừng có vứt. Mình lăn. Một mình mấy chị có thể là cầm cái này nè, xong rồi là mình để ở sau lưng á, mình massage được, chứ không có cần phải mà phiền phức tới ai hết trơn á. Bình thường ví dụ như mình bôi dầu á, bình thường mình bôi dầu á thì coi như mình phải nhờ người đồ này nọ massage đồ ha. Còn có cái con đây là coi như chấp luôn, đưa ra phía sau lưng cái mấy chị lăn lên lăn xuống cái rất là đã luôn nè. Cái này là 130 nha mấy chị, 100ml xài lâu hết đó. 130.000 100ml nha. À chị Bảy nhận được cái nồi hấp rồi. Cái nồi hấp đã hả chị, nó dày. Cái nồi hấp nó dày đó. Dầu con lăn em về thêm nữa rồi nè. Chị nào lấy dầu con lăn thì chốt cho em dầu con lăn. Trời ơi, dầu này mà chị nào không xài thôi chứ xài là bao ghiền luôn á. Mấy chị bôi xong nó có cái con lăn á, mình đem mình ấy á, sướng lắm. Cái con lăn này nè, nhớ là dùng xong rồi đừng có vứt cái vỏ hộp uổng.
Rồi, rong biển trộn cơm, chị nào lấy nữa thì báo em, giá là 120 ngàn một gói ha. Sữa rửa mặt xong nha mấy chị ơi, 170 ngàn một lọ ha. Sữa rửa mặt xong về hàng luôn rồi nha, 170 ngàn. Dầu lăn Hàn Quốc. Đó, còn cái này là trà sâm nha mấy chị ơi. Trà sâm. Trà sâm đợt trước là 360 ngàn một hộp, mà đợt này nó giảm á mấy chị. Đợt này nó giảm còn có 320 à. 320 một hộp. Một hộp là 100 gói nha. Một hộp là 100 gói trà sâm. Nó y chang như cái gói, gói trà Lipton của mình á. Có nghĩa mấy chị lấy cái gói ra xong mấy chị nhúng nước á. Chị nào mà hay uống trà á mấy chị, hay pha trà uống thì mình mua cái hộp trà sâm này nè. Thứ nhất là uống nó vừa bổ, mà thứ hai nữa giống như là mình nhâm nhi một cốc trà nóng vậy đó. Nha Nguyễn ơi, bên em chỉ có kem nám của Hàn Quốc thôi nha chị ơi. Bên em chỉ có của Hàn Quốc thôi chị ơi. Không có hoa anh đào. Đây, một hộp là 100 gói nha. Một hộp là 100 gói, giá là 320. Ok chị Hồng Loan nha. Dầu nóng là 130 ngàn á chị ơi. Dầu nóng Hàn Quốc là 130 ngàn. Ê Ngọc ơi, cái này em bấm giá sale vô nè. Còn 320 nè, chứ để tới chừng không biết xong rồi tính 360 nó đang giảm á. Ok chị Lý Kim nha. Dạ rồi, ok chị Lý Kim nha. Đâu cái rong biển nấu canh chị em đã gửi về có chục bịch mà đi hết mất tiêu rồi. Đây giờ còn đây nè, rong biển nấu canh nè. Để dành cho chị Lý Kim rồi để dành cho chị nào nữa rồi. Bây giờ còn có mấy bịch, còn 2 bịch hả? Còn có 2 bịch rong biển nấu canh này nha. Rong biển nấu canh giá là 100 ngàn một gói. Đó, rong biển nấu canh em còn có 2 bịch à. Cái này mấy chị một lần là mấy chị lấy ra một chút xíu thôi nha. Lấy ra một chút xíu cho em thôi, đừng có ngâm nhiều. Ngâm nhiều nó nở ra nhiều lắm á. Cái rong biển này nè, nó nở ra nhiều lắm á. Cái rong biển nấu canh này mấy chị mua là một là mấy chị đi vô. Nếu như mà mấy chị không, mấy chị mua thích ăn rong biển nấu canh á, mấy chị mua, nếu như mà chị nào mà mua ở ngoài chợ mấy chị đừng có mua, mình hẳn vô siêu thị mình mua nha. Đó, chứ còn mà cái rong biển này nè mấy chị, nó hay rút ruột lắm. Có nghĩa là nó đem nó về á, xong rồi không biết là nó nấu nó lấy nước rồi hết rồi. Rồi bắt đầu nó phơi khô rồi nó tẩm ướp mùi một chút mấy chị, xong nó đóng gói là ở ngoài chợ mà mấy cái hàng mà đồ khô rồi nó bán mà rẻ rẻ mấy chị, là coi như ba cái đó là coi như là rong biển nó đã rút ruột hết rồi mấy chị mua mấy chị đi. Ví dụ như mình không ấy thì mình coi như mình vô hẳn siêu thị mình mua. Chứ nó rút ra là mấy chị ăn không á, là nó không có bổ mà coi như nó lại bệnh nữa. Đó đây. Hộp này mình còn một hộp hả? Ok chị. Vậy là hết trong biển nấu canh hả? Hay còn? Không gói. Hết trong biển nấu canh rồi nha mấy chị ơi. Đây trà sâm nè. Thì một chai 130, 2 chai 26 đó chị. Hàng em bán giá rẻ rồi, hai chai có giảm nữa đâu. Hai chai là 260 chị, một chai 130, hai chai 260 thôi. Ai? Chị Nga Nguyễn, chị cần tư vấn nám chị. Chị ơi, chị chụp hình đi, chị chụp hình cái da rồi chị gửi inbox cho em nha. Tại vì tư vấn nám là em phải nhìn mấy chị bị nám do cái gì. Do nám cơ địa hay là nám mình đi nắng, hay là do nám mà mình xài mỹ phẩm mà coi như nó bị nám á. Thành thử mấy chị phải chụp hình cho em. Đang bị thì là hỗ trợ điều trị đó chị. Còn chị uống phòng ngừa cũng được. Cái này là thực phẩm chức năng rồi. Chị, nó là thực phẩm chức năng chị Thi Lan Tạ. Cái An Cung Ngưu Hoàng này nè, là nó là thực phẩm chức năng chứ nó không phải là thuốc. Ví dụ như cái người mà để phòng ngừa thì cách ngày mình uống một viên. Còn nếu như mà người mà bị rối loạn tiền đình á, là nó giống như là nó sẽ có những cái gọi là những cái cây thuốc, những cái bài thuốc á, mà nó giúp cho mình giảm những cái triệu chứng của rối loạn tiền đình đó chị. Cái mẹ em đã bị rối loạn tiền đình từ năm mà em cưới chồng xong, là khoảng 3 năm là coi như mẹ em đã bị đó. Mà cứ lâu lâu vậy là bắt đầu bị chóng mặt, rồi bị tụt huyết áp rồi đó. À, cái này là nó điều hòa huyết áp nữa nè. Chị nào huyết áp thấp, huyết áp cao rồi gì là nó điều hòa huyết áp nữa nha. Cái hộp bổ não này nè, nó có tính năng là điều hòa huyết áp nữa đó. Rong biển nấu canh em hết rồi. Rong biển nấu canh hết rồi. Bây giờ rong biển trộn cơm là còn thôi. Rong biển nấu canh hết rồi nha. Ê, khui giùm chị cái thùng ngũ cốc với cái chanh mật ong ra nữa đi. Lâu, chứ sao con hư vậy? Trời, hàng mẹ về con leo lên thùng con nằm là sao? Đó, chống nắng về quá trời luôn nè mấy chị. Chị nào mà xài chống nắng da, chị nào mà xài chống nắng này rồi là em bảo đảm ghiền luôn á.
Dạ không, em không có bán hạt hướng dương nha chị ơi. Chị đang bị chị uống chị Thi Lan, tại vì nha, mẹ em bà uống mới có mấy hôm à, thì thành thử là em không có chưa có thấy ấy. Nhưng mà em thấy khách đặt nhiều lắm luôn á, cái bộ não này nè, em thấy mấy chị bị á đặt nhiều lắm, kêu là uống rất là hiệu quả, đặt nhiều lắm, thành thử em không biết là, em nghĩ là chất lượng nó ok á nên là mấy chị mới đặt nhiều vậy. Cái này nè, cái ăn cung ngưu hoàng mà cái hộp này nè, hiện tại bây giờ em còn được một hộp nữa đó. Chống nắng là 280 nha, đợt trước chỉ có 260 thôi nhưng mà hết ấy rồi, mua tại showroom của hãng luôn á, chứ không phải mà mua bậy bạ đâu. Mấy chị cứ cách đây khoảng cỡ chừng một tháng chị em bà có đi mua, bà quay cho mấy chị coi á. Cái chi tô siêu này em còn luôn này nha. Rồi chi tô siêu nè, cái chỉ tơ tầm chị nào mà coi như bị cái nếp nhăn mà vừa mới bị á, ở ngay chỗ, trời ơi coi cẩn thận, ở cái hai bên khóe miệng với lại là khóe mắt đuôi mắt đồ đó, rồi trán nhăn á, là lo dùng liền đi mấy chị ơi. Cái này nó trị nếp nhăn hay lắm, cái thằng chi tô siêu này nè. Thay vì mấy chị thấy cái công nghệ gì ta, cấy chỉ vô da không, thì nó cũng y như vậy, nhưng mà thay vì cái thằng cấy chỉ thì nó tiêm vô da thì nó sẽ hiệu quả 10, còn ví dụ như cái thằng này là mình bôi thì hiệu quả nó sẽ lâu hơn, nó sẽ chậm hơn, nhưng mà nó cũng có tác dụng. Ví dụ thằng kia 10 thì thằng đây khoảng cỡ chừng 4. Rồi, tẩy tế bào chết của hãng Tony Moly nha, của hãng Tony Moly dòng Florida, em về luôn, Florida em về luôn rồi. Cái này là giá 290.000 một tiếp nha mấy chị ơi. Một tiếp của nó là 150ml nè. Đó, cái này là dòng tẩy tế bào chết mà nó làm cho da mình nó sáng và trắng nữa nha. Tẩy tế bào chết nè, da chị nào mà muốn đẹp là cái bước tẩy tế bào chết là cái bước không thể thiếu được. Da muốn đẹp là phải tẩy tế bào chết, một tuần tẩy từ 2 tới 3 lần. Nó, cái tế bào chết nó y nha như cái rào cản vậy đó mấy chị. Ví dụ như cái da của mình mà cái hàng ngày như vậy là cả mấy triệu tế bào chết nó hình thành. Mà nếu như mình không có tẩy, mình không có vệ sinh cái lớp tế bào chết đó đi thì vô tình nó cản. Ví dụ như mấy chị có bôi kem, bôi cái gì nó cũng không có ăn kem hết trơn á. Cái chai chống nắng á, là cái chai chống nắng mà để xem á mấy chị. Nó không có bóng nhờn mà nó nâng tông, nó nâng da mình lên một tông đó. Mình bôi lên là cái da mình nó sáng lên một tông và nó đều màu da mấy chị. Nó không hề bóng nhờn mà nó không có cái kiểu mà làm cho cái da mặt mình nó dày á mấy chị. Không bí lỗ chân lông ha. Thưa chị Hồng Vân. SPF là 50+ BA4+ nha. Rồi. Đây, cái lăn nách về hàng luôn rồi nha mấy chị. Cái lăn nách này là thuốc, nó là trị hôi nách ha. Trị hôi nách, trị hôi tay, hôi chân nè. Nó là trị hôi luôn, nó là dạng thuốc nha, của hãng Quang Đông, là cái hãng chung với tinh dầu thông đỏ với thuốc chống đột quỵ rồi đó mấy chị. Đây. Nó là dạng thuốc nha. Nó không có mùi thơm gì hết trơn á, nó hơi bay cái mùi cồn á. Giá là 280.000 một tiếp. 280.000 một tiếp ha. Sữa rửa mặt xăm luôn nè. Rồi sữa rửa mặt ô hui luôn ha. Sữa rửa mặt ô hui này như ta. Sữa rửa mặt ô hui là 140 nha mấy chị ơi. 140. 4 á, hình như cái này có giảm đó bay. Cái này 140, hôm bữa là giảm 1.000 won là như ta. 1.001 là 22.000. Là còn 120 mấy chị. 120 nha, cái đợt này là coi như ô hui này nó có giảm nè. 40ml ha, sữa rửa mặt ô hui 40ml nha, 120.000 nha mấy chị ơi. Cái này đợt này nó có giảm nè, đợt trước là 140 lận. Sữa rửa mặt ô hui, sữa rửa mặt xăm là 170 ha. Rồi cái bộ, từ từ cho chị mượn cái kéo cắt cái này ra chị cái. Cái cặp serum vàng 24k nè.
Đây cái cặp serum vàng 24K của hãng British Skin nè mấy chị. Đó. Cái hãng này rất là nổi tiếng về mỹ phẩm mặt nạ rồi đó nha mấy chị. Ok chị Thanh Thúy, chai lăn ha. Chai lăn Hàn Quốc, chị cho em số điện thoại chị Thanh Thúy. Tẩy tế bào chết ô hui là phải đặt hàng á chị Linh Nguyễn. Okay, chị Linh Nguyễn ơi. Em đã dùng cái tẩy tế bào chết của ô hui rồi với tẩy tế bào chết của Floria, chị thử dùng cái đây đi. Chị dùng cái này thích hơn là của cái thằng ô hui luôn á. Mà giá thành nó mềm hơn nữa. Cái thằng ô hui là 500 mấy chục ngàn lận nhưng mà xài nó không có đã bằng cái thằng này đâu. Chị thử dùng qua cái thằng Tony Moly này đi, bảo đảm chị là ghiền á, ghiền hơn cái thằng ô hui á. Cái chai tẩy tế bào chết ô hui là cái nắp nó màu xanh ở trên, nó màu trắng á, nhưng mà xài nó không có đã bằng thằng này đâu. Có ship chứ, ship toàn quốc. Hóa đơn đi tỉnh là 200 ngàn trở lên và chị gửi hình cho em đi chị ơi. Ủa, chị Hồng lấy chai lăn nào, lăn dầu hay là lăn nắp? Cái cặp này là giá 220 ngàn một cặp nha mấy chị ơi. Một cặp của nó là một chai là 30ml ha. Serum vàng 24K. Ok chị Đào Nguyễn. Của hãng British Skin ha, serum nha mấy chị. Dạ rồi ok chị Đào Nguyễn. Nhám nhám là sao ta? Có hạt á. Có hạt á chị? Có hạt ô hui nó đâu có hạt. Ô hui nó cũng là dạng treo mà. Khi mà chị kỳ á thì bắt đầu nó mới ra tế bào chết thôi chứ nó đâu phải có hạt đâu. Có hạt là khác nữa, tẩy tế bào chết dạng hạt là khác nữa. Còn tẩy tế bào chết cái loại ô hui xanh đó là nó cũng là dạng treo mà, nó đâu phải hạt đâu. Đó, rồi hết sản phẩm nha mấy chị ơi. Đây. Còn cái thùng ngũ cốc nè. Ngũ cốc về hàng luôn rồi nha mấy chị. Ngũ cốc là 380 ngàn một hộp. Cái này nó đi về bằng đường bay á, thành thử cái giá thành của nó hơi cao nha. Cái giá thành của nó hơi cao hơn so với ở mình á. Ở mình là coi như sợ nhiều khi là người ta về bằng đường công á, giá nó sẽ rẻ hơn. Còn cái này là về bằng đường bay nha. Hàn Quốc, lăn dầu, lăn dầu hay là chị lấy lăn chị thôi chị. Chị gì? Chị nói lấy chai lăn, không có lăn nào. Bên em không có lấy xài thử nha chị ơi. Không có bịch nhỏ đâu. Nó không có nhỏ chị, nó không có gói xài thử. Nó có nguyên tiếp thôi, nó mới gói xài thử. Ở thành phố Hồ Chí Minh em mới ship nha. Còn ở tỉnh thì chị lựa thêm giùm em. Tẩy tế bào chết giá 290. Tiền ship 30 nha chị Sang Huỳnh ơi, nhưng mà ở tỉnh là hóa đơn từ 200 ngàn em mới gửi hàng lận. Tinh dầu thông đỏ em không biết nữa, tại vì bây giờ mà hàng sale là phải hỏi chị em, xong rồi chị em bả mới gọi điện lên nhà thuốc hỏi mới có sale hay không mới biết được nha, chứ còn mà hàng sale là nhiều khi nó có chương trình á, chứ không biết được nha chị Huyền Trân ơi. Tuần xài 2-3 lần á chị Nguyễn Ý thôi. Khăn mà ủ tóc quấn lại cọ, khăn ủ tóc hả? Cái khăn mà thấm nước khô 45 ngàn á đúng không? Em còn nha, đây cái hộp ngũ cốc này nè mấy chị, giá là 380 ngàn, em cũng nói luôn. Cái giá này nếu như mấy chị search trên mạng thì có thể là những chỗ khác nó sẽ bán rẻ hơn một xíu á. Có thể nó bán là khoảng cỡ 340-350 chẳng hạn. Là có thể là nó đi về bằng đường công á mấy chị, đường biển á, nó sẽ rẻ hơn. Còn cái này đi về bằng đường bay á, nên cái phí nó sẽ cao hơn một chút. Nhưng mà được cái là thực phẩm mà đi về bằng đường bay nó sẽ an toàn nha mấy chị. Đó, giá là 380 ngàn một hộp, như vậy là 50 gói. À, bên em còn gì chị? Đũa hả? Còn đũa hả? Đũa còn nha chị ơi. Giá là 380 ngàn một hộp. Một hộp của nó là 50 gói nha. Ôi cái này nha mấy chị, mấy con chuột nó thích lắm nha. Nó mua xong rồi về là để ở đâu mà cẩn thận, chứ để mặt nhà mà có chuột là coi như là nó ghiền ghê lắm luôn á. Cái bịch này nè. Chị Thi đang khỏe ơi, em còn một thùng á. Một thùng 8 hộp á. Lấy một thùng cho chị. Thấy chị comment 2 thùng á. 2 thùng là 2 thùng nhỏ vậy nè, 2 hộp vậy nè. Chị hết 2 thùng với 2 hộp khác nha mấy chị. Có sale lấy 1 hộp như vậy. Rồi ok chị Huyền Trân nha. Đây nè mấy chị, cái gói ngũ cốc nè. Cái gói ngũ cốc nè. Thường thường một buổi sáng là mình uống 2 gói là ok, là no luôn á mấy chị, là đủ chất luôn á. Đây nè. Cái này mà chị nào mà uống mà hỗ trợ giảm cân là bao ấy luôn, bao ghiền luôn.
Bởi vì nha, nó là 4.250 kcal mà mấy chị chia cho 50 nha. Chia cho 50 thì tính ra là một gói như vậy nó chỉ có, đây nè, một gói như vậy nè là nó chỉ có là 85 kcal thôi. Mà mấy chị biết, mấy chị ăn một tô bún bò là tới 400 mấy chục kcal, là mình phải chạy bộ trên máy, chạy bộ trong vòng khoảng cỡ chừng 3 đến 4 tiếng nó mới đủ tiêu hao hết một tô bún bò đó. Còn cái này nó chỉ có uống hai gói thôi là tính ra 85 đúng không, cho 90 đi là có 170 kcal. Hai gói có 170 kcal. Đó là coi như chị nào mà uống cái này là hỗ trợ giảm cân ok luôn á. Ngũ cốc ha, nó có là hạt ốc chó nè, hạt hướng dương nè, đậu phộng nè, hạnh nhân nè và hạt hạt sen ha, hạt sen. Năm loại hạt. Một hộp nha mấy chị, một hộp. Mấy chị comment cho em là một hộp ngũ cốc. Chị Sương Nguyễn là nhớ là để ý nha mấy chị, để ý cái ngũ cốc này nha, chứ không chuột nó ghiền lắm á nha. Rồi em bị nó xơi cho mấy gói hôm bữa có chị khách nào coi như em gửi đi hàng á. Rồi ok mấy chị nha. 380.000. Nói chung em nói là giá nó sẽ hơi cao hơn so với mấy chỗ khác một xíu á, nhưng mà mấy chỗ khác là có thể là người ta đi về bằng đường công á mấy chị. Nói luôn cho để là mấy chị ấy nữa. Mấy chị nói em bắn mắt nữa, tại vì nó cái nào nó cũng có cái giá của nó hết. Đây cái thùng mật ong về luôn nè. Chanh mật ong nè. Tại tao chết về được mấy hộp mấy tiếp? 5. 5 tiếp hả? Còn 2 tiếp á. Coi cho hết nha. Hết là em khoan từ từ nhận. Hoặc là chị nào mà ví dụ như chắc ăn lấy thì hẳn nhận đơn. Tại vì hàng bây giờ về rất là khó nha. Chị Ngô Cúc nha. Uống cái ngũ cốc đó tốt lắm. Mấy chị biết em làm mệt quá, nhiều khi là không có không có thèm ăn á mấy chị. Cái kiểu mệt quá mình chỉ muốn ngủ thôi, chứ mình không có muốn ăn á. Không có muốn ăn á là cứ uống ngũ cốc thôi. Bầu mà em lên ký cũng không có nhiều, nhưng mà em bé trong bụng nó lên ký đều là cũng do uống ngũ cốc á mấy chị. Nó đủ chất nhưng mà nó không có làm mẹ bị mập. Rồi chanh mật ong là giá 220.000 một hũ nha mấy chị ơi. Một hũ là 1 ký. Một hũ 1 ký. Ok chị Hồng Loan nha. Cái này là mấy chị mà giải khát là bao ghiền luôn á. Đào Nguyễn. Đào Nguyễn xong rồi Ngọc Hứa Thị nè. Rồi chị Tạ Thanh Vi một hộp ngũ cốc nè. Xong rồi cô Ái một hộp, chị Ngô Kim Chi. Ai chưa có số điện thoại thì em xin nha. Rồi đây cái trà mật ong nè mấy chị. Cái lộn chanh mật ong nè. Thay vì uống trà đào hay là trà sữa rồi mấy chị đừng có uống mấy cái đó nữa. Nó không có bổ. Mình đem mình mua cái này nè về. Chanh mật ong. Nó ngọt rồi nha. Mình không có cần, nó ngọt của mật ong rồi. Mình không có cần bỏ đường rồi gì hết trơn á mấy chị. Cứ pha 2-3 muỗng vậy đó. Vô xong rồi mình cho một chút nước ấm vô ha. Mình khuấy lên rồi pha thêm nước lạnh vô. Em không có xoài xay chị ơi. Nói chung là hàng Hàn Quốc bây giờ ở bên đó có cái gì mà giá nó giảm á, ví dụ như nó đang siêu thị rồi nó đang sale á, thì coi như chị em bà chịu khó bà đi bà ấy về. Chứ còn mấy cái hàng này mà không sale mà tính cái tí ký cân nặng về là coi như giá cao lắm. Rồi Tiên, bỏ cái này vô cái hộp đi. Bỏ cái chai lăn này vô cái hộp. Rồi cái chai này tao xài có 2 chai một. Mà coi như xài chắc cũng phải một năm mấy mà chưa hết luôn. Mà ngày nào cũng xài hết trơn. Mà từ ngày hình như cái bầu nó hơi lớn lớn là hơi ngén cái mùi này. Cái mùi nó thích mùi giáng sâm hơn. Mùi giáng sâm nó thơm hơn. Chị Noi Su cho em số điện thoại nha. Đây nè mấy chị, hàng nè. Đó cái chi tô siêu mấy chị đặt từ cái thời nào á mà thùng hàng gửi đi nè.
gửi ngày 22 tháng 5 nè, ngày 23 tháng 5 là bắt đầu nó bay nè, mà tới hôm nay mới nhận được hàng luôn. Rồi nó nằm ở hải quan á, chứ nó nằm đâu hết trơn, nó nằm ở ngay hải quan Việt Nam mình, ở hải quan Việt Nam mình, tại vì hàng Hàn Quốc về nhiều quá á. Hàng cái gì thực phẩm chức năng á. Mấy cái hộp bộ não gỗ là đã đưa đi cho một mớ rồi đó. Nó về tới coi như 6 7 hộp bộ não gỗ lận. Mà gửi cho mấy chị hết rồi á, còn 3 hộp á. Rồi xong ha. À, một kéo nhập dùng đơn. Dạ rồi, ok chị Đặng Thúy nha. Dạ ok chị Nôi Su, em thấy số điện thoại chị rồi. Sữa rửa mặt chị Sang Huỳnh, lấy sữa rửa mặt gì chị Sang Huỳnh ơi? Ok chị Lê Phi Nguyễn, tranh mật ong. Chị có đổi áo tím, em không nhớ cái size chị lấy. Có gì chị nói chị Ngọc đổi cho chị. Chị Lê Phi Nguyễn ơi. Ok chị Đào Nguyễn, một hũ chanh mật ong. Ok chị Sang Huỳnh. Chanh mật ong á, thay vì mấy chị uống trà đào á. Thay vì đâu có những chanh mật ong đâu chị. Thay vì mấy chị uống trà đào đúng không? Trà đào, trà sữa rồi đó. Thì coi như là mình đổi qua cái chanh mật ong đi. Nó rất là tốt nha. Nó rất là tốt. Mật ong với chanh vàng Hàn Quốc này mấy chị, mình đem mình pha cho khoảng cỡ chừng 2 muỗng hoặc 2 muỗng canh á. Là cho một cái ly mà ly uống bia, mấy chị ly uống bia ly mà 500ml á, thì khoảng cỡ chừng 2 muỗng rưỡi, tùy theo mình uống đậm hay nhạt. Thì mấy chị pha nước hơi ấm ấm vô một xíu, mình khuấy đều lên, rồi bắt đầu mình cho thêm một chút nước sôi, nước bình thường lại ha, nước mát lại. Rồi mấy chị đập đá, mấy chị bỏ vô, thì mình uống bình thường theo cái kiểu đó là uống giải khát ha. Đừng có bỏ cái vỏ nha, à, tại vì ở trong này em có cái quần nó cao tới quần trên bụng. Ở trong này là nó có cái vỏ chanh, mà cái vỏ chanh vàng nó rất là tốt. Okay, nhai luôn, đừng bỏ cái xác ra nha mấy chị, chị cái xác chanh á. Chị Sang Huỳnh cho em số điện thoại nha. Chị Sang Huỳnh, một miếng tốt với sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt chị Sang Huỳnh lấy cái gì? Có ghi sữa rửa mặt gì chưa? Không. Đó, rồi nếu như chị nào mà bị viêm họng, cái kiểu là cái cổ họng, hôm bữa trước mấy chị nhớ thứ bảy mẹ em lai 2 ca xong cái cổ họng em nó đau rát luôn á. Mà ngậm một tí mấy chị, ngậm mà theo cái kiểu súc miệng nha, chứ đừng có ngậm hời hời ở bên trong. Mấy chị ngậm nhưng mà ngậm cái kiểu là một chập, mình cứ ngửa cổ là mình hơi khò khò xuống một xíu, để cho cái nước mật ong nó hơi thấm đều ở cái vòm họng của mình này nè. Nó sát khuẩn cái vòm họng, vừa chanh vừa mật ong nữa, nó sát khuẩn rất là tốt luôn. Cứ mình hơi khò khò xuống một xíu vậy là coi như là nó đỡ liền mấy chị. Còn chị nào mà ở nhà mà có cái kẹo mà hôm bữa trước em nói kẹo keo ong của Thái á, cái viên ngậm á, mà hình như 50 hay 55 ngàn về một vỉ mà 15 viên á. Nếu như mà bị viêm họng nha, vừa khò cái này mà vừa ngậm cái kia là em nói nó sạch trơn luôn. Qua ngày hôm sau là hết rát cổ, hết đau luôn á. Chị nhớ bữa em nói mà tới độ mà nói không ra hơi nữa luôn, mà bắt đầu qua hôm sau nó rát cái cổ họng, mà em làm một cái là nó hết. Hay ghê luôn á. Đừng có uống kháng sinh đồ gì, coi như nó. Rồi từ từ. Này, từ từ mấy chị ơi, từ từ nha. Cái gì nó cũng có trình tự. Rồi. Em qua hàng áo khoác nha. Ê, cái này em đo chưa? Rồi, 105, 118, 115 đi, 115 đi. Là size mấy? 456 mà. Nhưng mà nó nhiều mẫu hay sao? Không, thấy nó không đẹp. Mà gu xì ở cổ chứ không cổ nữa đó. Nó một cái gu xì mà nó ở trên cổ áo, và một cái nó nằm dưới phần thân áo nè. 220 một ký nha, 220 mà cái hũ đó một ký lận. Cái này size mấy đây? Cái chị Thúy à. 456 hả? 4 là nhiều.
105. Đây mấy chị, cái hàng cái áo khoác nè, cái hàng này là của hãng Lucky Star. Chị nào mà biết là coi như, chị nào mà hồi giờ mặc cái hàng này rồi là biết nè. Cái hàng này hàng Việt Nam nha, nhưng mà cái hàng nó rất là chất lượng luôn. Hàng sale thành thử là nó, hàng sale thành thử là nó có cắt cái mạc nè mấy chị. Nó có cắt cái mạc nè, mấy chị đang thấy không? Nó chứ không phải mà bên em chơi dại mà coi như cầm máy kéo mà cắt cái mạc đâu. Cắt cái mạc đó là coi như hàng sale đó. Khăn ủ tóc đúng không? Ê, còn khăn ủ tóc không, cho chị mượn cái này. Đây cho chị mượn cái này. Đây cái khăn ủ tóc là chị nào xài là bao ghiền luôn. Dạ em chào chị Ngọc Ruby nha. Mấy chị đừng có nhìn cái form em mặc, tại vì bây giờ cái form em là nó bị phá form rồi. Bây giờ là cái bụng nó bự hơn cái ngực rồi, thành thử là nó bị phá form rồi nha. Đó, em đang mặc là size 4. Nhiều 105. Đúng không? Size 4 là vòng 1 105, nhưng mà áo khoác mấy chị thành thử là mấy chị trừ hao ra. Ê, cái này có trừ hao 10 size đó. Mấy chị trừ hao cho em 10 xăng đi mấy chị. Áo khoác trừ hao cho em 10 xăng đi. Tại vì mình còn mặc áo đồ bên trong nữa, áo khoác thì phải mặc hơi rộng rộng một xíu. Thì trừ hao cho em 10 xăng nha. Em đang mặc là size 4 thì vòng 1 của áo là 105. Size 5 là vòng 1 là 110. Và size 6 là vòng 1 là 115. Mấy chị trừ hao cho em 10 xăng ha. Trừ hao cho em 10 xăng. Hả? Ủa vậy hả chị, sáng có ghé hả? Giá là 170.000 giá sale nha mấy chị ơi, giá sale. Giá sale nha. Có serum trắng da mặt không em? Trắng là chị phải dưỡng từ từ nha, chứ bên em không có bán mà cái dạng kem mà cái kiểu là giống như là mấy chị. Sẵn em nói này luôn nè, tại vì hôm bữa trước có mấy chị mà đi về á, tại vì mua kem á, có nhiều chị hỏi em chụp cái da mặt qua em tư vấn được thì em tư vấn. Còn có nhiều chị mà cứ đặt hàng xong không có gửi hình qua cho em tư vấn em coi cái da á. Nên là lúc mà mấy chị mua kem về, mấy chị bôi á, xong mấy chị kêu là sao mà bôi mà cái da nó bị ngứa, hay là nó bị nổi hột, hay là nó bị sần cái da lên, thì em cũng giải thích với mấy chị luôn. Em khẳng định cam kết với mấy chị là những cái hàng mà mỹ phẩm bên em bán á, là hàng chính hãng 1000% luôn, không có thằng nào mà bậy bạ. Mà nếu như da của mấy chị khỏe, mấy chị bôi lên không bao giờ bị cái vấn đề đó. Chỉ có da mà mấy chị đang xài kem trộn. Kem trộn ở đây em nhấn mạnh cái chữ kem trộn ở đây là không phải mà hồi xưa mà mình mua 5-7 loại về mình đem mình trộn lại rồi mình bôi thì đó gọi là kem trộn, không phải. Bây giờ kem trộn nó tinh vi lắm, nó đem nó làm thành cái thương hiệu A, thương hiệu B, thương hiệu C, và nó ghi là ví dụ kem đặc trị nám hay là kem trắng da hay là kem gì đó, thì nó bán cũng mắc tiền lắm, cũng 300-400-500 ngàn một hộp như vậy. Nhưng mà nó không cái kiểu là giống như mấy chị phải mua những cái dòng mà nó tên tuổi, ví dụ như là Clinique hay là Pretty Skin, hay là coi như những cái dòng mà Ohui, Lanet, những cái dòng mà nó có thương hiệu từ hồi xưa tới giờ rồi. Thậm chí mấy chị mua hàng rẻ, những dòng hàng rẻ như Bon đi, hoặc là Hazeline, Vaseline gì trong siêu thị cũng được, Thora Cao cũng được nữa. Mình đừng, ở đây mình không có tính mắc hay rẻ, nhưng mà mình tính là nó có thương hiệu và nó nổi tiếng từ hồi xưa tới giờ rồi. Còn ba cái ông mà lơm ca lơm cơm, ví dụ mấy chị thấy cái bà hàng xóm đem bôi cái kem nó đẹp quá, xong rồi về giới thiệu cái kem này tôi bôi đẹp lắm, rồi bắt đầu mình cũng bắt chước, mình đi ra mình mua, mình bôi lên, thì trong những cái kem đó nó có cái thành phần corticoid. Mấy chị cứ để ý coi, mấy chị bôi cái kem nào mà tầm khoảng cỡ chừng 1 tuần đến 10 ngày mà cái da mình mà mấy chị thấy nó đẹp, mà nó trắng, mà nó mướt, nó mịn hẳn ra luôn, là em khẳng định 1000% là cái kem đó nó có thành phần corticoid ở trong đó. Đó, chứ không phải là mấy chị bôi về bôi kem, tại vì quy trình mà một cái da của mình mà để mà nó thay đổi á,
thì phải mất 28 ngày nó mới hình thành tái tạo da mới. Nên là mấy chị bôi cái gì cũng phải là khoảng 28 ngày mình mới biết được là cái da của mình nó có hợp hay không. Rồi nó tiến triển lên, ví dụ như cái mặt mình nó đang 10 đi thì nó đẹp lên khoảng cỡ 1 thôi, chứ không thể nào mà coi như kem xịn cấp mấy đi, không thể nào mà 10 mà coi như nó tăng lên coi như là 15-20 được. Nó chỉ tăng lên 1 đến 2 thôi. Và mình dưỡng từ năm này qua năm khác thì nó sẽ đẹp lên từ từ nha. Chứ còn mà ba cái ông mà lâm ca lâm cơm mà ổng chất lượng nữa là coi như mấy cái thằng mà coi như hàng thương hiệu là nó chết từ lâu rồi. Đó, có nhiều chị về xong rồi bôi mấy cái kem, ví dụ như lấy những cái gói mà ô hui đồ này nọ của em về xong rồi dùng á, bôi lên ngứa đó, kêu là xài xong rồi xài cái kem em nó không hợp. Nhưng mà không phải, tại vì bản chất cái corticoid là nó làm cho cái, nó giống như cái chất gây nghiện vậy đó. Khi mà đã bôi lên da rồi mà mấy chị bôi bất kỳ một cái mỹ phẩm nào mà dù xịn tới đâu đi chăng nữa nó cũng bị ngứa, và nó cứ nổi hột 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 lên, nó cứ ngứa tăng cái da vậy đó. Mấy chị cứ để ý, chị nào mà da bị vậy là mấy chị biết liền à. À, bôi cái kem khác vô đúng không, là bắt đầu nó ngứa, nó mẩn mà mình phải muốn gãi nó vậy đó, hoặc là nó nổi những cái hột mà nhỏ li ti trên mặt đó. Rồi có chị là tự nhiên nó sẽ bị sạm nguyên cái vùng này nè, nó sẽ bị sạm hoặc là nó bị khô nguyên cái vùng hai bên nè. Là những cái chị đó là coi như đang xài kem mà có thành phần corticoid á. Đừng có mong mà xài kem mà nó trắng nhanh mấy chị. Kem trắng nhanh là toàn bộ là nguy hiểm hết. Rồi áo khoác em đang mặc nha. Cái vải này là hàng, hàng này gọi là vải gì ta? Cái này không biết là phải vải da cá hay không nữa. Đây nè mấy chị. Đó, giá là 170.000 ha, 170.000 một áo nha. Size 4 thì là vòng 1 là 105, size 5 là vòng 1 110 và size 6 là vòng 1 115. Mấy chị phải trừ hao 10 xăng cho em. Bởi vì cái áo khoác á là mình còn mặc áo đồ bên trong nữa, và mình mặc nó hơi rộng rộng thì nó sẽ ok hơn. Ở bên trong nó có hai cái túi nha. Bên trong nó có hai cái túi. Còn bên ngoài nè, hai cái túi nó cũng có dây kéo luôn. Hai cái túi nó cũng có dây kéo luôn ha. Đó, giá là 170.000 một áo. Em sẽ đưa màu cho mấy chị chọn nha. Cái kiểu này thì mấy chị chốt cho em là kiểu gu xì nha mấy chị ơi. Gu xì. Gu xì này là nó nằm ở phía dưới nha. Gu xì này là nó nằm ở phía dưới. Không, cái đó em nói thiệt. Tại vì là mấy chị, nhất là những chị nào mà ở khu vực mà miền Tây trở xuống á, cái này em xin lỗi mấy chị ở miền Tây nha, nhưng mà em nói là đại đa số chứ không phải là nói, không phải là nói quơ đũa nha. Ở dưới miền Tây em nói thiệt là bị rất là nhiều vậy hả. Cái này ông Tiên nó ngồi nó cũng phải ai nữa, ông Tiên nó ở Bến Tre nè, là em nói mấy chị cứ, mà hũ kem không có hề rẻ nha, mà hũ kem nó là 300-400 ngàn không à, chứ không có hề rẻ. Còn có những chị mà hỏi em là kem của ca sĩ, diễn viên A, diễn viên B rồi gì đó, hỏi xài có tốt hay không. Ở đây em rất là tế nhị, em không có nói là không tốt hay là sao đó. Em tế nhị em không có nói. Nhưng mà ở đây em phân tích cho mấy chị nha. Em phân tích cho mấy chị để cho mấy chị hiểu, có nghĩa là thay vì cái hũ kem nó không hề rẻ, từ 800-900 ngàn, 1 triệu mấy trở lên không à, thì thay vì một cái hũ như vậy 1 triệu mấy, tại sao mấy chị lại không mua những cái thằng mà nó có thương hiệu, những cái thằng nó có thương hiệu, ví dụ như là của cái thằng Clinique rồi đó, mấy cái thằng đó, hoặc là thằng L'Oreal, mà thằng L'Oreal mà hàng nhập á mấy chị, hoặc là Olay đó, mấy chị mua những cái thằng có thương hiệu như vậy, tại sao mình không mua những cái đó. Những cái đó là mấy chị biết nó tồn tại coi như mấy chục năm rồi, và nó có nguyên một cái đội ngũ nghiên cứu về những cái chất ở trong cái sản phẩm của nó. Người ta nghiên cứu từ năm này qua năm kia, rồi năm sau người ta làm sao cho cải tiến hơn cái sản phẩm, người ta sẽ tốt hơn. Người ta nghiên cứu như vậy mà có nguyên một cái đội ngũ. Còn cái thương hiệu A, thương hiệu B, ca sĩ A, ca sĩ B gì đó, bây giờ muốn bán cái kiểu là tìm thêm thu nhập đồ này nọ, xong rồi đi mua một cái công thức nào đó đại về, rồi đâu có cái đội ngũ nào mà để mà coi như phát triển thêm cái đó, hay là nghiên cứu thêm cái gì đâu. Em không nói là nó tốt hay là nó không tốt, nhưng mà ở đây em nói là thay vì cái số tiền đó, mấy chị nên mua những cái thằng mà nó có thương hiệu từ lâu tới giờ rồi, biết bao nhiêu người trải qua người ta dùng rồi. Đó là mình
ăn thua là chỗ đó đó. Chứ mình cứ nghe theo phong trào, cứ nghe người này giới thiệu, người kia giới thiệu, rồi coi như thấy người ta xài da đẹp mới có 10 ngày chưa lạ gì, 2-3 tháng cũng chưa lạ gì hết mấy chị. Xài coi như là phải năm này qua năm kia, rồi coi như là từ từ. Da dưỡng đẹp thì khó, mà coi như nó phá da là nhanh lắm. Mà một khi nó phá rồi mấy chị muốn dưỡng lại là cực kỳ khó luôn, gọi là cực kỳ gian nan luôn á. Rồi em sẽ đưa màu cho mấy chị chọn nha. Có mấy cái à, hàng sale mấy chị, nó có mấy cái à, nó có mấy cái, mỗi mẫu nó có 2-3 cái gì à. Em đang mặc là size 4 nha, nó có màu vàng. Áo thun em đang mặc có bán á, giá từ size 2 cho tới size 4 là 90, size 5 là 95 ngàn á. Rồi màu vàng em đang mặc là size 4 nha mấy chị ơi. Cái nón của nó nè, em đang cột tóc cao thành thử là nó hơi bị đây nè. Cái nón này, cái dây kéo nó kéo lên cao luôn ha. Dây kéo nó, mấy chị muốn kéo tới đâu mấy chị kéo, nó kéo lên cao luôn á. Em đang mặc là size 4 nha. Vậy chị bằng đăng tím có lấy bán em nha. Chắc tại shop á. Hôm bữa có đặt thuốc giảm cân mà sao không thấy. À vậy hả, chắc shop đơn á chị. Chắc shop đơn quá à. Chị có lấy không thì báo lại để em nói gửi cho. Ủa chị lấy mấy hộp chị, em nhớ chị ở tỉnh á. Hả? Không phải lưng thun nha chị Nguyễn Khoa. Cái mặt nó là lưng bình thường á. Nó co giãn, cái lưng nó co giãn. Nó là lưng dây kéo. Lưng dây kéo này chị. Cái lưng nó là dây kéo chứ không phải lưng thun nha. Rút kinh nghiệm rồi, không có bán lưng thun. Tại vì lưng thun á, cái phần hông thường thường lớn tuổi, cái phần hông nó sẽ bự hơn cái phần cái phần hông nè, nó sẽ bự mấy chị. Mà lúc cái quần lưng thun á mấy chị, kéo lên cái phần hông nó rất là khó. Do đó là mặc cái quần dây kéo nó sẽ dễ chịu hơn đó. Cái lưng nó cũng giãn nha. Cái lưng nó giãn nè, chứ không phải mà nó cứng ngắc đâu mấy chị. Quần này quần xịn nè, thành thử là mặt nó sướng lắm. Siêu co giãn luôn á. Rồi. Áo khoác em đưa cho mấy chị nha, em dơ cái màu nào thì nó chỉ có size đó thôi chứ nó không có ấy nha. Màu vàng em đang mặc là size 4. Màu xám đậm nè là size 6 nha. Màu xám đậm size 6, size 6 vòng 1 là 115 thì mấy chị trừ hao lại cho em 10 xăng là chị nào vòng 1 105 mấy chị sẽ mặc vừa ha. 49 kg. Vậy lấy áo chị đang mặc 49 kg là chị Kim Minh coi cái áo thun ở bên trong phải không? Chứ cái màu vàng này em ai lấy? Hết rồi chị Kim Minh ơi, size 4 chút nữa nó còn màu khác chị coi thử được không? Màu vàng em đang mặc nó có size 6 nè. Màu vàng em đang mặc có size 6 nha. Màu vàng em đang mặc có size 6. Size 5 95. Còn tất cả các size còn lại 90. Màu xanh đen nha mấy chị ơi. Màu xanh đen size 6. Size 6 vòng 1 là 115. Hết vàng size 4 rồi mấy chị ơi. Hết vàng size 4 rồi. Màu vàng size 6 là vòng 1 115 thì chị nào vòng 1 105 mấy chị sẽ mặc vừa. Còn size 6 thì vòng 1 100 Ok chị Bạch Yến. Size 6 là 1 nhiêu? 105 đúng không? Ủa size 4 chứ, size 4 là vòng 105 thì chị nào vòng ngực 95 là mấy chị sẽ mặc vừa ha. Màu có xanh đen. Chị Thanh Vy ơi, nhưng mà tại vì đi hơi lâu á. Đơn chị đi hơi lâu á, tại vì nó không phải là cái dịch vụ bình thường thôi. Mà gọi chốt chưa? Gọi chốt chị chưa? À. Đúng rồi chị Tô Thanh Vy, Tô Sứ là biết làm sao không? Nguyên ngày hôm qua hai đứa nó nghỉ. Em với ông chồng em ngồi phải coi như phải cắt bìa cắt tông xong rồi cắt cái phải gói hàng á. Nguyên ngày hôm qua là gói hàng luôn á. Tại vì cái Tô Sứ đi á, sợ vỡ. Nên là ngày hôm qua ngồi nghiên cứu. Trời ơi mấy chị cứ nhận hàng đi rồi mấy chị biết là coi như gói nó kỳ công cỡ nào. Mà nó còn bể nữa nha chị, ánh sáng ngày hôm qua nhận được cái tô đó rồi đó. Mà em gói kỹ tới mức đó, đóng thùng vô rồi mà còn bị bể một tô nữa. Size 6 có màu xám nhạt nữa nha mấy chị ơi. Size 6 có màu xám nhạt nữa nha.
Để lát nữa mấy đứa nó chốt cho rồi em gửi cho chị. Ngày hôm qua là mới gói mấy cái tô với mấy cái chén xong thôi. Xám đậm và xám nhạt chị. Xám nó có hai màu, xám đậm xám nhạt đó chị. Và màu hồng ruốc ha. Màu hồng ruốc nha, màu hồng ruốc này thì size 6. Hả? Không chị ơi, em không có bán hàng của Nam. Cái màu ruốc nha, màu hồng ruốc là size 6 nè. Màu hồng ruốc size 6 cái gì? Gì? Nó luôn đúng rồi. Rồi, size 6. Size 6 màu cam mấy chị, size 6 màu cam nha. Size 6 thì là vòng 1 115, vòng 1 của áo khoác á. Thì chị nào nhớ trừ hao 10 cm cho em, tại vì áo khoác phải mặc rộng. Do mình còn mặc cái áo trong nữa. Là size giá 130 nha. Size 6 vòng 1 của áo là 115, thì chị nào vòng 1 mấy chị khoảng cỡ 105 là mấy chị sẽ mặc được ha. Đó. Nhớ là cái áo này mấy chị nó có hai cái này là hai cái xỏ ngón để mình lái xe nha, chứ không phải áo nó rách nha, nhiều chị không có biết á. Xong rồi về kêu áo nó rách, không phải ha. Cái nón của nó nè. Nó kéo cái dây kéo được lên trên cao luôn nha mấy chị. Có túi trong ha. Có túi trong, giá là 170.000. Hàng của hãng Lucky Star là cái hàng Việt Nam mình, nhưng mà cái hàng này nó có thương hiệu nè. Đó, cắt mạc này là do áo sale nha mấy chị, hình thử nó cắt mạc. Em đang mặc là cái size 6 nè. Em đang mặc là cái size 6 nè. Đó, chị nào mà vòng bụng khoảng cỡ 90-92 là ok. Vòng bụng 90-95. Chị bật coi like lại chị ơi, tại vì bây giờ hàng chén em toàn để ở trên cao hết rồi, chén không có để ở dưới đất. Chén để trên cao hết trơn rồi. Bật lại like hôm thứ 6 á chị, like hôm thứ 6 hôm 2 giờ á, áo giá 170. Chị Đào Nguyễn ơi, thấy chị lấy 2 size á. Coi chị Đào Nguyễn thử ơi, chị lấy 2 size coi thử nha. Cái này là màu cam nha mấy chị. Màu chơi sao chị ơi? Màu cam. Nó luôn đúng không? Nó luôn. Ủa sao tự nhiên cái mẫu này nhiều vậy ta? Size 5 nè. Cái màu vàng có size 5 nha mấy chị ơi. Mấy chị, ví dụ như cái size của mấy chị muốn lấy rộng hơn một chút, mấy chị nhích lên một size cũng được nữa. Ví dụ chị nào mà muốn lấy size 4 á, mà mấy chị có size 5, mấy chị lấy lên size 5 cũng được nữa. Tại vì áo khoác không có nhất thiết mình phải mặc ôm sát cái số đo đâu. Mấy chị mặc nhích lên một chút nó cũng không có đáng kể nhiều đâu. Thành thử cái màu vàng hồi nãy chị nào mà đòi lấy size 4, bây giờ có size 5 nè, lấy size 5 cũng được nữa. Mình mặc nhích lên một chút cũng được nữa ha. Ai? Xả áo cam không lấy nha em. Chị Đào Nguyễn xả cái áo cam gì kìa. Em nồi cái gì ta, em hầu có nấu cơm, nồi gì ta, nồi áp suất có nấu cơm được không em? Nếu nấu cơm mình sử dụng sao em? Ủa nấu cơm mình vo gạo bình thường thôi chị. Ủa chị Ánh Sáng có lấy cái nồi áp suất, hình như đâu có đâu ta. Chị nhanh nguyện nhanh tèo xong rồi bị tèo luôn đó, bị hư cái nồi áp suất luôn đó. Ủa chị Ánh Sáng, chị đâu có đặt nồi áp suất đâu đúng không chị? Chị có cái nồi áp suất nấu cơm được thôi. Cái nồi áp suất nấu cơm bình thường, cái nồi áp suất nấu cơm thì coi như cứ vo gạo bình thường, lượng nước như nấu cơm bình thường thôi, xong bỏ vô nó có cái chế độ là nấu cơm á. Mình em mình vặn qua cái chế độ nấu cơm là tự động nó nấu cơm thôi. Chị Kim Phụng lấy màu vàng hả chị? Phải lấy màu vàng hồi nãy không? Size 5 nè, em có màu xanh đen nha. Size 5 nè, size 5 là vòng 1 là 110, thì chị nào vòng 1 100 mấy chị sẽ mặc vừa. Đó, nhưng mà chị nào vòng 195 mà muốn lấy size 5 cũng được luôn ha. Tại vì áo khoác mặc rộng một chút cũng không sao. Đó, size 5 nha, màu xanh đen. Size 5 màu xám, xám này là xám xám đậm nha. Màu xanh đen nè, màu xám đậm nè. Size 5 ha. Size 5 nó có màu
Màu này là màu hồng ruốc nè mấy chị, hồng ruốc mà hồng ruốc đậm nè, hồng ruốc nha, size 5. Cái màu hồng ruốc này đẹp nè. Nó có một cái duy nhất rồi. Ở trong đây nó có hướng dẫn sử dụng luôn á chị. À vậy hả, nó có hướng dẫn sử dụng mà bằng tiếng Việt nữa, thành thử dễ dùng lắm, nó bằng tiếng Việt. Xong rồi nó có, nó sẽ có cái núm, cái núm bằng á, nó ghi là nấu cơm, xong rồi nó ghi là thịt, rồi nó ghi là ví dụ như đậu hoặc là nó ghi là gân. Thì chị nấu cái thực phẩm ứng với cái nút nào thì chị bấm cái nút đó. Ví dụ như chị nấu cơm thì chị vặn qua cái nút cơm đúng không? Chị muốn nấu thịt đó thì thịt gà với thịt bò. Ví dụ thịt gà thì chị ấn, chị kéo qua cái nút thịt gà, rồi chị vặn qua cái nút đậu hay là chị vặn qua cái nút gân. Thì cứ mỗi cái nút như vậy thì nó ứng với cái thời gian, ví dụ nấu cơm là chỉ trong vòng 10 phút thôi. Đó, còn ví dụ như nấu nó có nấu cháo nữa. Đó. Ví dụ nấu cháo thì 20 phút đi, thì nấu gân đậu thì nó lâu hơn là nửa tiếng đi. Thì nó có tiếng Việt mà. Nó có cái cuốn sổ hướng dẫn sử dụng cho mình nữa. Này xe máy. Rồi ok chị Nguyễn Hồng, xanh đen nha. Chị kia phụ chị lựa được màu chưa chị? Mấy chị thích cái thích rộng một xíu là mấy chị cứ nhích lên size, tại vì áo khoác là coi như em không có áo khoác thì em vẫn muốn mấy chị mặc rộng. Đó, còn cái này là màu xanh đen nè mấy chị. Màu xanh đen nè. Màu xanh đen nhưng mà cái này á, thì hình như có cái trơn này có mấy cái vậy ta? Rồi cái loại trơn này có hai cái à. Xanh hao với chị Bạc Hà ơi. Nồi áp suất là của Sinh Hao mà hiện tại em hết hàng ở nhà rồi. Đây em đang mặc là size mấy vậy ta? Em đang mặc là size 4 nè mấy chị. Em đang mặc là size 4 nè. Đó, màu xanh đen size 4 nè mấy chị. Màu xanh đen size 4. Size 4 thì vòng ngực của nó là 105. Thì chị nào vòng ngực khoảng cỡ 95 là mấy chị mặc vừa ha. Vòng ngực 95 nè. Đó, vòng ngực 95 là mấy chị mặc vừa vậy nè. Còn chị nào mà muốn hơn một xíu nữa thì mấy chị lấy size rộng hơn một tí là nó sẽ thoải mái rộng rãi nha. Còn cái này là coi như vừa vặn luôn nè. Đó, là em trừ hao đó. Ngực em đang 95 mà mấy chị bụng cũng cỡ 95 luôn á. Đó. Thì cái này chị nào lấy cái này thì chốt cho em là hoa cổ đi. À, hoặc là viền cổ đi, nó chỉ có hai cái thôi. Em đang mặc là size 4. Rồi xanh đen size 4 là em đang mặc, chốt cho chị Ngọc Hứa Thị ha. Là cái họa tiết của nó chỉ có ở cổ thôi. Mấy giờ rồi? Anh ơi, chở mi cho anh. Áo 107, chở mi cho anh. 850 nha chị Bạn ơi. Nồi áp suất là 850 của Sinh Hao nha. Rồi, có một cái màu hồng size 5 nè. Có một cái màu hồng size 5 nè. Cái họa tiết của nó ở cổ thôi mấy chị. Màu hồng size 5 nha, họa tiết của nó ở cổ thôi. Em lấy cái khăn tịnh tóc đi chị. Đây nè, cái màu hồng size 5 nha. Đó, chị nào vòng ngực 95 cho tới 100 mặc đều ok hết. Cái màu hồng size 5 giá là 170, áo khoác là 170. Rồi, cô Hồng Kim 5X viền cổ không đúng không? Rồi ok cô nha. Đâu cái tịnh tóc đâu. Đây cái chùm tóc, cái khăn chùm tóc nè mấy chị. Cái khăn chùm tóc nè, giá là 45.000. Cái khăn này em nói mấy chị gội đầu, nhất là những chị nào mà tóc dài á, mà không có cái này á thì gọi là coi như là một thiếu sót lớn luôn á, nó thiệt. Đây ví dụ như đây ha, em trời nóng quá em đem muối củ tỏi lên đây luôn lai cho nó khỏe nè. Chứ không đó, không là coi như là ví dụ như tóc bình thường là dài vậy, mấy chị gội đầu xong ha, gội đầu xong thì coi như mình trùm lên mấy chị. Đây nè, mấy chị để ý nè. Nó dài ha, cái đầu nhọn á thì mình để ở cái phần mình nó có tóc. Size 5 hả cô? Để con hỏi thử. Đó, ví dụ này. Rồi xong rồi bắt đầu cái này. Mấy chị à, lộ lấy màu gì? Đó mấy chị lòng vô ha. Màu tối thôi. Rồi ở đây là nó có cái nó có cái dây nè. Ở trước đây là nó có cái
cái nút nè. Xanh đen với xanh đậm. Rồi, mình gài vô ha mấy chị. Xanh đen với xanh đậm. Đó. Cái này là do khoan 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 từ để em dạ cột đó lại đi nha. Tại vì cái tóc em nó đang cột cao quá đó mấy chị, cứ để thấp thấp thôi, cột cao quá là coi như cái này cái khăn của nó thấm nước nhiều quá mấy chị, thành thử là mình gội đầu xong á, mình để mình trùm cái khăn này lại là khoảng cỡ chừng 15 phút mấy chị tháo ra là cái tóc mình nó đã khô 50% rồi. Nó đã khô 50% rồi. Đó, rồi bắt đầu mình đem mình cái kiểu là mình cứ lấy mình chùm mình bóp cái tóc một xíu mấy chị để cho nó ráo nước á. Nó rất là nhanh ráo nước nha. Nó rất là nhanh khô tóc. Không có cần phải dùng máy sấy đồ gì hết trơn á, giá là 45.000 một khăn thôi. Giá là 45.000 một khăn. Cái khăn này là khăn lau tóc hoặc là khăn trùm tóc, chị nào lấy thì chốt cho em ha. Nó chỉ có một màu duy nhất là màu trắng nha. Rồi em qua mẫu khác ha. Trời trời nóng quá, coi như mở cái tóc ra một cái là nó nóng chết luôn. Nha, chị lấy cái áo chị nhiễm mặt cho chị có rồi. Áo em đang mặc hết rồi, áo em đang mặc chốt cho chị Ngọc Hứa Thị sao. Cái mũ rồi ok mấy chị. Áo khoác là 170, áo khoác là 170 nha. Đây. Ở đây em có mấy cái nón này nè. Cho mình đi nắng hoặc là chị nào mà buôn bán hoặc là mình đi đâu á. Quần rin xịn là 350 nha. Cái này mình có thể gỡ ra được ha mấy chị. Cái đồ trùm mặt nè, mình có thể gỡ ra được. Cái này là mình có thể tăng đưa nha, nó miếng dán, mình có thể tăng đưa. Ví dụ đầu to, đầu nhỏ, rồi gì đó thì mình có thể mình đưa ra đưa vô ha. Rồi, nó có nhiều trò lắm mấy chị ơi ở đây. Ví dụ như chị nào mà muốn trống đầu đúng không? Muốn làm cái nón thể thao trống đầu thì coi như mình đội vậy. Muốn trống đầu thì mình đội vậy ha mấy chị. Đội cái này giống y chang như mấy cái cô mà Hàn Quốc mà mình coi phim á, coi như thấy giống ha. Đó. Một là mình tháo, mình có thể mình tháo ra nè. Rồi nếu như mà muốn kín thì mình gắn vô. Nó mới vừa về thôi. Đây. Cái này là nó bằng cái vải giống như vải dù á mấy chị. Nó bằng vải giống như vải dù ha. Đó. Muốn đội á. Cái này là coi như em búi củ tỏi này là phải cho nó lòi lên trên ở chỗ này nè. Chứ còn không là nó bị dư. Tại vì đang búi tóc cao nè mấy chị, đang búi tóc cao nè, đó. Để cho nó vào cái lỗ ở phía sau nè. Rồi ha. Rộng vành lắm nha, nó rộng vành lắm. Rồi ở đây nó có cái miếng dán che mặt nữa. Nó có cái miếng dán che mặt nữa. Che từ sau ra trước luôn. Gắn sao ta? Từ 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 để mình coi thử nha, tự nhiên. Đây nè, gắn cái miếng dán che mặt nè. Cái miếng dán che mặt này mình cũng có thể mình tăng đưa luôn á. Nó có cái cọng thun chỗ này nè. Ví dụ như mặt chị nào, khuôn mặt chị nào mà hơi bự á, hoặc là mình
nặng ký thì mình có thể mình tăng đưa cái chỗ này, nó có cộng thun nè, thành thử nó có thể co giãn ra tăng giảm được đó mấy chị. Rồi đội lên. Cái này là vảy vảy gió, vảy dù á mấy chị, vảy dù á nha. Rồi. Nó có cái nút bấm, nó có hai cái nút bấm chỗ này mấy chị. Rồi che nắng nha. Cái nón này mà chị nào làm vườn hoặc là mình đứng ở ngoài mình buôn bán đồ này nọ là coi như ok luôn á. Đó. Giá của cái nón này là 70.000 nha mấy chị ơi. 70 ha. Chị nào lấy nón này thì là 70.000. Nón nó có 3 màu nha. Màu của 75 chứ, giá là 75.000 nha mấy chị ơi, xin lỗi mấy chị, giá 75.000. 75.000 chưa cộng tiền ship từ từ Quảng Châu về đây, 75.000 nha mấy chị ơi. Giá là 75.000 ha, có 3 màu. Màu em đang ấy là màu xanh dương. Cái này á, nếu như khuôn mặt chị nào mà chật quá, mình có thể mình nới lỏng nó ra nha. Mình có thể mình nới nó ra nè, tại vì ở sau này nó có cái cọng thun. Đây nè, nó có cái cọng thun thì mình cứ nới ra thôi. Cứ kéo nó hơi về phía trước một xíu thôi. Đó. Màu xanh dương nha. Màu xanh đen, nó là vảy vảy dù á mấy chị, thành thử là mấy chị đội là coi như là màu xanh đen. Xanh dương, xanh đen, giá là 75.000 và màu hồng. Giặt đồ thoải mái luôn. Có 3 màu nha, xanh dương, đen và hồng, giá là 75.000. Chị nào muốn lấy nón nào thì lấy ha. 3 màu, 75.000 nha. Cái nón này chị nào mà đi làm vườn hoặc là đi buôn, đi bán rồi đó, đi ra đường cũng được mấy chị, ra đường xong rồi đội cái nón bảo hiểm lên trên. Ở này là cái nút gài của nó là nút nha, chứ không phải là cái miếng ấy. Cái này nó hơi chật á. Nó hơi chật thì coi như là mình cứ kéo vô thôi. Mình cứ hơi kéo vô trong thôi. Tại vì nó có cái cọng thun. Nói cái gì cứ hơi kéo vô trong thôi. Rồi là ok. Chỉ còn thấy hai con mắt thôi. Che nắng. Che nắng là coi như là bao che nắng luôn. Ra đường là đố ai nhận ra mình luôn ha mấy chị. Đó. Rồi, còn muốn model thì tháo cái này ra. Tháo cái trống đầu ra. Lại có cái nón kia em gắn vô lại kìa. Cái nón con trồn gắn vô lại. Cái này bị sai, lấy một miếng lại đi. Đó, muốn mà không có bịt cái kia thì mình tháo ra thôi, mình đội thành cái nón bình thường ha. Mình đội thành cái nón bình thường. Đi nắng đồ, đi biển đồ ok ha. Có 3 màu, màu hồng, màu xanh đen và màu xanh dương. Hồng, xanh đen và xanh dương, giá là 75.000 nha. Vảy dù mấy chị. Đây nè, cái vải nó là vảy dù nha. Ở bên trong nè. Rồi nó đủ trò hết trơn á, về mấy chị khám phá nó là coi như cũng mất cả ngày á, đó. Nó đủ trò hết trơn á, rồi muốn mà coi như đội mà coi như đi đánh gôn, đánh gót gì đó. Hoặc là đi thể thao hay cái gì mà coi như đó. Là coi như tháo ra làm. Đúng rồi, vậy có cái bộ sẻ á, xong ra vườn á, đổi cái này xong đi làm. Rồi đây, trống đầu đây. Đó, muốn trống đầu thì trống đầu, muốn nói chung là đủ kiểu hết. Đủ kiểu hết, mấy chị muốn làm kiểu nào kiểu. Đầu to, đầu nhỏ gì cũng ok hết nha. Tại vì nó có cái tăng đưa. Nó có cái tăng đưa cái miếng gài này nè. Miếng gài phía sau nè. Rồi còn cái miếng này ai muốn làm y tá thì đội vậy không? Ai muốn làm y tá thì đội vậy không? Rồi xong. Ba màu, màu hồng, xanh dương và xanh đen. Màu hồng của nó nè. Màu hồng của nó nè. Hồng, xanh dương và xanh đen. Vải nó là vải dù nghe mấy chị, vải dù. Cũng hay. Nó
che nắng nhiều á, mình đi chị nào mà làm việc mà ở ngoài nhiều á, mình đội đó nó che nắng ok. 75.000 ghi vô em. Cái gì? Dạ rồi ok chị Hiền Hòa nha, là một cái xanh đen một cái xanh dương đúng không? Ê, cái bình này mấy đứa phân màu chưa? Cái bình giữ nhiệt nè mấy chị nó về rồi nè. Hôm bữa trước giờ mấy chị mua về rồi mấy chị xài chưa? Mấy chị mua trời màu đỏ đẹp dễ sợ luôn bay. Cái bình này là 1 lít hay 1 lít 2 ta? 1 lít đúng không? 1 lít 2 là to tổ chảng hả? Rồi đây mấy chị, bình giữ nhiệt nha. Hàng này là hàng công ty, hàng Trung Quốc luôn nha mấy chị, nhưng mà là hàng công ty. Hàng công ty ha. Bình giữ nhiệt nè, cái bình này là 1 lít. 1 lít là giá là nhiêu? 101 đúng không? Giá là 101 nha mấy chị ơi. Đó, cái bình này là bình 1 lít giá là 101, còn 1 lít 2 thì là giá là 130 nha. Con bình 1 lít giá là 101, còn mà 1 lít 2 thì giá là 130 nha mấy chị. Cái 1 lít thì để em coi thử nó có màu gì nha. Nó có màu đỏ. Chị Hồng Vân chỉ lấy màu xanh đen kìa. Chị Thi Lan tạ thấy em đội cái kia lên tao mà cười hả? Thấy đội làm cô y tá xong mắc cười. Có màu đỏ. Màu gì gái? Màu đâu em đưa màu cho chị coi. Đưa lấy mỗi cái màu đi. Kiểm thử còn nhiêu đỏ nhiêu ấy. Gọi về chị, em nói em chuyển khoản liền cho. Chuyển khoản cái gì? Chờ em xíu nha. Ê, kiểm tra thử cái màu gì mấy đứa hả? Biết rồi nhưng mà ý là bao nhiêu cái xanh, bao nhiêu cái xanh đâu. Từ em chụp cái. Rồi chị Sương Nguyễn. Đây. Chị ơi em đang like xíu nha, xíu rồi em chuyển khoản liền cho. Rồi ok chị Sương Nguyễn chốt rồi. Chị Lý Trần một nón xanh đen ha. Chị Hiền Hòa lát nữa chị xem lại đầu like nha chị Hiền Hòa ơi. Quần rin lát nữa chị xem lại đầu like. Bây giờ quần đóng bao luôn hết rồi.
chị xem lại đầu like giùm em. Đây, cái bình này á, thì bình 1 lít hàng công ty nha mấy chị ơi, hàng công ty đàng hoàng luôn. Tại vì ba cái hàng bình inox em rất là kỹ, không có dám mua bậy bạ cho mấy chị đâu. Đó, nó có hai màu. Em nghe nè chị ơi, không không, có em ở đây, có em ở đây để em đang like cái, rồi lát nữa khoảng cỡ chừng nửa tiếng nữa em xong em chuyển khoản chị cho nha. Rồi ok, rồi. Rồi ok chị. Rồi. Có hai màu mấy chị, màu đỏ và màu xanh ha. Màu đỏ và màu xanh nha. Bình 1 lít thì là 101, còn bình 1 lít 2 thì là giá là 130.000. 1 lít 2 đâu. 1 lít thì nó có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Còn 1 lít 2 thì nó chỉ có màu bạc duy nhất thôi. Nó chỉ có màu bạc duy nhất thôi. Cái bình này em bao cho mấy chị giữ đá trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Nó ghi là 12 tiếng mấy chị, nhưng mà em bao cho mấy chị là xài trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là từ sáng cho tới chiều tối mấy chị đi mà mấy chị bỏ đá ở trong này là lúc mà mình về đá nó vẫn còn luôn á. Đó. Đây. Hàng inox hai lớp nha mấy chị. Mấy chị cầm á xong rồi là nó cái kiểu là nó có một cái khoảng trống ở phía giữa. Thành thử là mấy chị đá rồi nó có cái kiểu là nó có tan ra mấy chị, thì coi như nó cũng không có bị cái kiểu là bị dính nước ở bên ngoài, nó không có ướt ở bên ngoài. 1 lít thì là 101, còn 1 lít 2 thì là giá 130.000. 1 lít 2 thì em chỉ có màu bạc duy nhất thôi. Còn mà 1 lít á thì có hai màu, màu đỏ và màu xanh ha, màu đỏ và màu xanh. Mấy chị giữ đá được 8 tiếng đồng hồ luôn ha. Rồi, em sẽ qua cái này hay lắm nè. Cái đồ này rất là hay luôn. Cái này là cái rổ mấy chị. Cái rổ nhưng mà cái rổ này là coi như là chuyên để đựng trái cây, hoặc là ví dụ như chị nào mà nhà có rau cà chua đồ này nọ đó, mà mình để ở trong tủ lạnh đó mấy chị. Cái này là đựng rau củ trái cây đồ trong tủ lạnh nè. Nó có cái nắp đậy cho mình luôn. Và nó có cái rổ, một bộ của nó là gồm cái thau, cái rổ và cái nắp này ha. Đó, một bộ của nó là như thế này nè. Một bộ của nó như thế này. Giá là 55.000 một cái hết mấy chị. Giá là 55.000 một cái nha. Gửi hàng cho mấy chị đi, cái này cũng hơi bị phiêu á. Tại vì cái này nó là cũng dạng là nhựa, nhưng mà cái kiểu là nó đi mà không cẩn thận là nó cũng bị bể đó. Em có cái này á, là em không, em gửi màu lộn xộn cho mấy chị nha mấy chị ơi. Em sẽ gửi màu lộn xộn nha. Cái thau nó là cái nào đó? Nó có hai màu thôi, mấy chị chọn màu cũng được nữa. Chị nào thích chọn màu thì chọn màu, nó chỉ có hai màu thôi. Đây nè mấy chị, nó có cái thau nữa đây nè. Nó có hai màu nha. Cái này là màu xanh ngọc, cái này màu xanh dương đi. Màu xanh ngọc với màu xanh dương nha. Nhưng mà để tủ lạnh mà để nhiều màu nó mới đẹp mấy chị. Để coi như một màu nó không có đẹp. Tại vì hai màu này nó cùng một tông luôn á. Nó cái kiểu màu pastel á, nó cái màu nhẹ nhẹ, nó cùng một tông á, thành thử nó dễ thương. Đó, màu xanh ngọc và màu xanh dương nha. Ở trên là xanh dương, ở dưới là xanh ngọc nha mấy chị ơi. Dưới xanh ngọc, trên xanh dương. Giá là 55.000 một rổ ha. Nó gồm rổ, cái bộ của nó là gồm cái thau, cái rổ với lại là cái nắp đậy luôn. Mà nhựa cứng cáp nha mấy chị, nhựa rất là ok luôn á. Đây. Đó, cái bộ của nó như vậy nè. Mình để trái cây ví dụ như nhãn, vải rồi gì đó mình lặt cuốn đi xong rồi mình rửa rồi mình để trong này, đậy cái nắp lại nữa. Rất là hợp vệ sinh ha. Mà cái tủ lạnh mình nó cũng gọn nữa. Dạ rồi.
Ok, chị Hồng Vân hai rổ ha. Lấy bình 1 lít màu xanh ok chị Linh nha. Chị Dung Dung một rổ 55. Chị chốt hai cái hai màu rồi ok chị ha. Đó. Hóa đơn đi tỉnh là từ 200 ngàn trở lên bên em mới gửi hàng, và phí ship đồng giá tỉnh là 30 ngàn nha mấy chị ơi. Đó, một bộ rổ như vậy là 55 ngàn. Cái này hay nè. Cái này em thấy rất là hay luôn á. Bỏ trong tủ lạnh mình nó gọn, nhất là bây giờ đang vô mùa trái cây nữa, bòn bon chôm chôm, măng cục rồi vải nhãn rồi gì coi như là bú lu xua hết. Là coi như mấy chị cứ rửa sạch sẽ xong mình cứ để từng từng món trái cây vô từng cái rổ vậy nè, xong rồi mình bỏ trong tủ lạnh ha. Hoặc là ví dụ như nhà chị nào mà rau bông cải xanh rồi nhiều khi mình muốn gọt ra rồi mình để trong tủ lạnh á, mình chưa có rửa, mình có thể mình bỏ trong này, mình đậy cái nắp lại, rồi khi nào mình ăn á thì mình rửa. Rau sống rồi đó mấy chị. Lát nữa chị coi lại cái khúc đầu á, em like cái áo này là em like đoạn đầu tiên luôn á nha. Rồi ok chị Tạ Thanh Vi, có gì em dồn hết mấy cái chén đồ gì cho chị luôn nha chị Tạ Thanh Vi. Cái chén đồ gì là ngày hôm qua là bên shop em nghỉ thành thử không có chốt hàng kịp cho mấy chị á. À, nên là có gì em dồn lại cho chị cho. Rồi chị Văn Hoàng, chị đặt cái rổ rồi. Chị Văn Hoàng có gì đặt thêm cái món gì nữa rồi em gửi, rồi em đổi lại cái gối cho chị cho. Em đổi cái gối cho chị, đặt gối ôm mà mày đem mày giao lộn cái gối nằm, gối đầu. Dạ rồi ok chị Nguyễn Chi Hằng, bình 1 lít 2 ha. Đó. Rổ này mấy chị đặt cái tủ lạnh chắc ăn trái cây mà chồng lên nhau rồi chắc cũng phải là 4 rổ. Một rổ măng cục, một rổ vải, một rổ bồng bon, một rổ chôm chôm. Đang mùa vải rồi nữa. Dạ rồi ok mấy chị nha. Không biết cái trò này có hay không ta. Ông Vũ đâu ta, nói phàn liền ngủ cấp cứu này, đói bụng quá. Dạ rồi ok chị Văn Hoàng nha. Ok chị Văn Hoàng, để cái gì em gửi xong rồi em ấy cho chị cho. Em lấy cái em đổi cái gối ôm cho chị cho. Rồi mấy chị. Nó có cái cách. Ai da. U da mở ra xong nó kẹp cái tay. Nó có cái đồ làm tóc nè mấy chị. Cái này á là để phù hợp cho chị nào á mà tóc cái kiểu giống như là tóc tóc bê mấy chị. Tóc mà hơi cái kiểu mà ngắn á nhưng mà nó hơi cúp vô trong mặt nè. Hoặc là chị nào mà để tóc mái mà cái kiểu là mình cần uống cúp vô mấy chị, thì cái này nó rất là hợp cho những chị đó ha. Những chị mà coi như tóc mà cái kiểu là cái tóc bê tóc ngang này nè mà nó hơi cúp vô á, thì cái cây này á giá là 50 ngàn nha mấy chị. Nó đợt này nó sale rẻ cực kỳ luôn, hôm bữa trước là giá là 75-80 ngàn một cây á, mà đợt này nó chỉ còn có 50 ngàn thôi. Đó, hàng này cũng là hàng Trung Quốc luôn nha mấy chị ơi. Hàng Trung Quốc nhưng mà cái cây nó dạng mini nha. Đây, nó dạng mini, nó nhỏ xíu à. Nó chưa tới 1 gang tay của em nữa. Chưa tới 1 gang tay của em nữa mà cái bề này nó bằng khoảng cỡ lóng tay cho mấy chị. Nó bằng lóng tay à. Là cái dạng mini, thành thử mấy chị đi du lịch đồ mấy chị mang theo rất là ok luôn. Thì chị nào mà ví dụ như có tóc mái nè thì mình cứ cái kiểu vuốt cho nó hơi cong cong vô này, hoặc là cái tóc mình mà cái kiểu tóc bê mà hơi tóc tém á. Đó thì mấy chị cứ kéo vô. Mình gội đầu rồi xong á thì mình cứ kéo tóc vô cho nó hơi cúp vô, mình tạo kiểu nó xíu để mình đi chơi mà. Giá là 50 nha mấy chị ơi. Cái cọng dây điện của nó rất là dày luôn nha. Đây nè. Đó, giá 50. Áo thun giấy là chỉ có size 5 là 95 thôi, còn tất cả các size còn lại là 90 nha. Rồi chị nào lấy cái kẹp tóc á thì chốt cho em kẹp tóc ha. Nó có cái nút nguồn ở này nè mấy chị. Cái nút nguồn ở bên trong nè. Bật tắt là cái nút nguồn ở bên trong nè. Giá là 50. Đây cái cộng dây điện cho mấy chị coi.
Đó, giá là 50. Đợt này nó sale rẻ chứ đợt trước là coi như mình mua hơi bị mắc á. Có hộp đồ đàng hoàng luôn. Mấy chị mang đi du lịch là rất là tiện ha. Mang đi du lịch là bao gọn luôn. $50,000 cái máy uống tóc đây, mấy chị thấy gọn trơn không? Cái hộp của nó mình bỏ hộp vô là khoảng cỡ gang tay em nè. Cái bề đây là coi như mới có 2 lóng tay à. Bỏ một vali đi du lịch. Chị nào mà tóc tém như tóc mái rồi đó. À, cô xả áo khoác viền cổ nha, xả cho cô Hồng Kim cái áo khoác viền cổ kìa. Dạ rồi ok cô Hồng Kim nha. Đó, chị nào lấy cái máy kẹp tóc thì chốt cho em máy kẹp tóc ha. Máy kẹp tóc nha, giá 50,000. Cái này là hợp với chị nào mà coi như tóc tém như tóc để tóc mái rồi đó. Hai cái gỗ. Cô Hồng Kim của xã cái áo viền cổ. Cái đồ kẹp tóc đó, nó có đủ màu hết trơn á, thành thử là em giao lộn xộn màu cho mấy chị nha. Em ơi, bộ ga phối nâu đậm với màu giống em có 2m 2 không, đặt thêm một ga phủ nữa giá bao nhiêu em? Cái ga phủ đặt là bị mắc, cái ga phủ á, mà nếu như đặt ga phủ ngang mà 1m6 á là nó mắc hơn tới 250,000 một bộ lận. Ví dụ như cái bộ 1m6 bình thường em bán 750 đúng không, thì cái ga phủ là cộng thêm 250 nữa là ra cái ga phủ. Còn nếu như mà đặt cái khổ mà 2m 2 thì em phải hỏi lại nhà may nữa cái đã. Chị nhắn inbox á, chị nhắn inbox nó sẽ dễ hơn, em sẽ hiểu ý hơn. À, nhắn inbox để có gì em còn lưu, em còn đặt lại nhà may á. Son dưỡng thì em chỉ có son Hàn Quốc thôi. Son dưỡng là em chỉ có son Hàn Quốc, chứ còn mà son Mỹ hôm bữa trước về là hết sạch luôn rồi. Nó về chỉ có 3 cây hôm son Mỹ thôi. Còn son Hàn Quốc là dưỡng có màu á. Ủa cái cây mà cùi bắp của chị hôm bữa nó hết rồi, nó còn gãy một đầu ở đâu vậy? Hình như ngay chỗ cái gắt kia này tiên. Ngay chỗ cái gắt, cái tủ gắt nhỏ xíu kìa. Ở nhà mình còn son không? Còn có 1 cây hả? Đây mấy chị, cái đai tắm nè. Ê, cái tắm này là nhiêu? 55 hả? Giá là 45,000. À, nói nè. Hồi nãy chị nhớ là cái thùng hàng Hàn Quốc này nó có về cái kem dưỡng mắt ô khui nữa, mà tụi bay khui rồi, tụi bay dục đâu rồi, nãy sao khui ra không thấy? Chị Ngọc kia đưa cho cái ấy nãy chị. Cái nãy chị kia. Hồi nãy mày đem mày lấy ra rồi, ai chị nào mà dặn bịch serum với lại viên cao nám gì mà rồi mày lo đâu? Trời ơi, may một chút nữa tao nhớ chứ tao không nhớ là coi như bữa sau hàng về khoan từ chốt cho mấy chị để like xong rồi mới hẳn lôi cái bì ra. Phấn nụ không có, phấn nụ phải đợi khi nào mà coi như em đi mua em dùng kìa. Còn không, chị Hồng Vân chị ở Sài Gòn mà, chị lên website của nó chị đặt luôn đi. Phấn nụ này đó chị ơi, nhắn qua Messenger cho em nha. Dạ chị nhắn Messenger đi, chị nhắn Messenger đi. Cái ra phủ mà nếu như 1m6 là mắc hơn 250, còn nếu như mà chị đặt 2m 2 thì em phải hỏi nhà may lại. Cái 2m 2 chị thì coi như là cái nối của nó sẽ hơi nhiều nha, tại vì cái khổ vải của nó chỉ có 1m rưỡi thôi, mà ra 2m thì mỗi bên phải nối 25 á nha, mỗi bên phải nối là sẽ thấy cái đường nối vô là 25 cm á. Đây nè, son dưỡng cầu vòng còn đúng tiếp nè, còn đúng tiếp nè. Cái cây mẫu thử của em dùng đâu mất tiêu nữa rồi, hôm qua em kia về dùng xong dùng đâu mất tiêu rồi. Son dưỡng cầu vòng nè, giá là 170. Cái này là còn lại cái cây cũ á, là giá nó sale á, chứ còn bây giờ không có giá 170 nữa đâu, bây giờ là giá lên lại 190 á. Cái đợt này là coi như sale, em lấy 5 cây về, giờ còn dư 1 cây nè, son dưỡng cầu vòng nè. Bôi lên, cái màu của nó là màu hồng, hồng baby, hồng mà nó hơi nhạt hơn cái màu môi em một xíu đó. Là màu hồng baby, mấy chị càng ra nắng là nó sẽ càng đậm. Nếu như mà mấy chị càng ra nắng nhiều là coi như là nó sẽ đậm lên như cái màu em đang, cái màu môi em luôn á.
Cái son dưỡng Mỹ hình như còn cây nè, em bữa đặt hết rồi mà đâu còn cây nè. Cái son dưỡng này là son dưỡng của Mỹ nha mấy chị ơi, giá là 130 đúng không? 130 ngàn. Cái này là nó có chỉ số chống nắng ở trong này luôn nha. Nó có chỉ số chống nắng ở trong này luôn. Cái này là hàng Mỹ nha mấy chị ơi. Chỉ số chống nắng của nó là SPF 15 ha. Giá là 130. Còn cái son này là có màu, son Hàn Quốc, son dưỡng có màu ha. Thì giá là 170 ngàn nha. Đó, hình như son dưỡng còn có hai cây này à. Thứ 1 cây à. Cái đài tắm là 45 ngàn nha mấy chị ơi. Cái đài tắm là 45 ngàn. Chị lấy cái son Hàn Quốc hay là son Mỹ? À, chị Lệ Lê ơi, cái kem đánh răng mà không buốt á, chị mua cái Sensodyne. Sensodyne, phải Sensodyne không ta? Tên gì quên mất rồi ta. À, Sensodyne á, chị đi mua ở trong siêu thị mình nó có bán á. Chị mua cái Sensodyne là ok rồi. Cây cầu dầm chị Long Hải chị chốt á. Hả? Chị Long Hải chị lấy son dưỡng cầu vồng nha. Còn em còn cây son dưỡng của Mỹ thôi. Còn chị nào đặt thì phải đặt hàng bên Hàn Quốc về nữa. Mà đợt này không biết là nó chắc hết sale rồi. Hôm đợt đó là nó sale xuống còn 170 đó. Còn cái đai tắm thì giá là 45 ngàn nha mấy chị ơi. Cái đai này nè. Mấy chị tắm á, mấy chị bôi xà bông rồi hết đi ha. Rồi bắt đầu mình cầm nè. Rồi bao ghiền cho mấy chị luôn á. Đó. Đó. À, chà lên chà xuống, xuống lắm luôn á mấy chị đây nè. Đó, còn cái này nó kêu là massage ấn huyệt đồ gì. Chứ mà dùng bên này thì em ít thích. Chứ mà dùng bên này em thích hơn. Dùng bên này nó đã ngứa lắm, nhất là những cái vùng mà mụn ở lưng nữa mấy chị. Rồi, em chốt cái cầu dòng là coi như bôi cái này là bao ghiền luôn á. Em chốt son dưỡng cầu dòng chị. Giá là 45 ngàn cái dây tắm, đai tắm nha. Chị nào lấy cái dây tắm này thì chốt cho em 45 ngàn. Hết son dưỡng rồi, chốt cho chị Long Hải hết rồi mấy chị ơi. Son dưỡng hết rồi, mấy chị có muốn đặt thì ok cho em để em đặt hàng về cho. Son dưỡng Mỹ là nó trắng trơn luôn, nó không có màu gì hết trơn á. Còn son dưỡng Hàn Quốc, son dưỡng cầu vồng á thì cái màu nó là màu hồng baby, hồng nhạt á. Và mấy chị càng ra nắng thì cái màu nó sẽ càng đậm lên. Đó, chị nào lấy cái dây tắm thì chốt cho em dây tắm nha. Đây. Hồi nãy nè, có về nè mà con Ngọc nó đem đó. Nó lấy nó chia. Mấy chị đặt hàng á, hình như chị nhớ là có cái bì kem mắt nữa đây. Ai cream đâu ta? Đây nó có cái mắt nữa đó. Chết cha rồi. Hả? Coi cái bỏ chung nó lộn đó. Nó có cái chữ ice cream đó. Ê, viên cao nám nữa Ngọc. Hồi nãy chị nhớ về 100 viên cao nám nữa mà. Ê, coi cái lộn cái ice cream không. Cái chữ ai, chữ ai là con mắt đó. Chết rồi, bay về mà không ấy. Ủa có cái bình ai kia nữa mà. Đây mấy chị viên cao nám về luôn rồi nè. Ê, hôm bữa chị nào dặn 50 viên rồi cuối cùng có lấy không? À, cái đũa đó là đũa Việt Nam mình chứ không phải đũa Hàn Quốc chị. Mà nó ghi là Korea Design, có nghĩa là cái thiết kế nó bắt chước theo cái phong cách của Hàn Quốc thôi. Chứ đũa đó là đũa của Việt Nam mình á. Giá là 70 ngàn một bộ. 70 ngàn một bộ của nó là 10 đôi. Chị Đào Nguyễn chẳng đặt hai son cầu vòng đúng không? Có nghĩa là nếu như nó không có sale chị có đặt luôn không? Tại vì không sale thì giá 190. Là hôm bữa trước là nó sale 1.000 won là coi không như là chị ơi. Mấy cái bộ phi bộ ra là bán bộ không hả? Có bán rẻ lại online bán rẻ được. Chăn hả? Chăn đặt được, tại vì chị phải đặt loại 1 nha. Chị đặt loại 1 là hàng nhà may thì có thể là đặt may được đó. Thì em sẽ hỏi giá từ bao nhiêu rồi chị inbox đi rồi em báo. Cái phi lụa thì có thể là hàng mà loại 1 á thì coi như là đặt hàng được, tại vì nó là hàng nhà may. Đây, cái viên cao nám nè, giá là 25 ngàn một viên nha mấy chị. Hôm bữa trước chị nào mà nghe nhầm thành 25 ngàn chục viên, không có đâu, cao nám không có cái giá đó nha. 25 ngàn một viên. 25 ngàn một viên nha mấy chị, cao nám nè.
chị nào hôm bữa trước xài cái viên cao nám này coi như xài bớt xong rồi coi như lấy một lần tới 50 viên luôn về nè. Đó, mấy chị cái này là mẫu dùng thử, do đó ví dụ như chị nào mà bị nám, nhưng mà em nói nha, nám với điều kiện là mấy chị đi nắng mấy chị bị nám, hoặc là ví dụ như mình cái kiểu là giống như là lớn tuổi á, mình bị đồi mồi rồi tàn nhang mà nó đậm. Cái gì? Tàn nhang nó đậm mà mình tàn nhang thì nó không có bớt được mấy chị, nhưng mà mình làm nó mờ được. Hoặc là ví dụ chị nào mà bị đồi mồi, bị trổ, lớn tuổi mình bị trổ đồi mồi, với lại là bị giống như bị thâm mụn á, mụn xong rồi bị thâm á, mấy chị có thể là lấy cái này mình dứt vô mình bôi vô cũng được nữa. Đó, chỉ vậy. Còn mà nám, mà nám mà do là coi như xài kem, ở đây là em nói kem trộn thì em cứ giải thích hoài cái từ kem trộn đó. Kem trộn là không phải là coi như mua 5-7 loại về trộn như hồi xưa, mà kem trộn có nghĩa là nó trộn sẵn đâu đó rồi nó bán thành thương hiệu A, thương hiệu B gì đó, về mấy chị dùng xong rồi dùng một thời gian đầu thì da nó đẹp, sau này coi như bắt đầu nó trổ nám lên á, thì cái nám đó là mấy chị phải để ý, phải chụp hình gửi qua cho em. Chứ còn cái nám đó là em không chịu trách nhiệm nha. Tại vì khi mà mấy chị bỏ lâu rồi, bỏ kem lâu rồi thì không sao, mà mình mới bỏ hoặc là còn vẫn đang xài mà chưa có bỏ mà thấy nám nám á, là mấy chị bôi bất kỳ một cái sản phẩm gì lên cái da nó cũng sẽ bị kích ứng, nó cũng sẽ bị ngứa. Cái kiểu là nó ghiền cái thuốc phiện kia rồi, nó ghiền cái kem kia rồi, mà mấy chị xài bất kỳ từ cái dòng mà mắc tiền cỡ nào đi chăng nữa lên trên da của mình, nó cũng sẽ bị cái cảm giác châm chích và nó sẽ bị mẩn đỏ ngay chỗ đó. Nên cái trường hợp đó là em phải nói đi nói lại như vậy nha, chứ để mấy chị mua về rồi đổi thừa không phải đâu nha. Tại vì cái da của mấy chị, đặc biệt cái thành phần corticoid là nó làm nó giống như thuốc phiện vậy đó. 25.000 một viên. Đó, chị nào lấy thì chốt cho em nha. Áo thun giấy chị coi lại đầu like giùm em cái chị. Em like quần rin xong em like áo thun giấy liền á, khoảng cỡ phút thứ 10 á, chị tua lại chị coi giùm em. Chốt rồi nha chị Lâm Hải ơi, còn cây là chốt cho chị đó. Rồi, viên cao nám thì chị nào bị nám như em nói là coi như bị đồi mồi hoặc là bị ấy thì mấy chị cái cao nám này nè, 25.000 một viên. Bị đồi mồi hoặc là bị nám mà do mình đi nắng á. Còn cái da chị nào mà cái kiểu như mà trắng xong rồi ở trên cái da mặt á, mà nó cái kiểu nó hơi nổi một cái mấy cái vân mà vân mạch máu mà hơi đỏ nó hơi nổi chỗ này nè, rồi xong rồi nó hay bị nám cái vùng ở ngoài này nè, là cái nám đó là nám do xài kem trộn á. Được, nó xài nó trị vết thâm mụn là bao nhanh luôn á. Trị vết thâm mụn là bao nhanh luôn. Cái gì ta? Nhưng mà ý là chị hỏi ra phủ là không, chị khen cái bộ ra phủ chị mới nhận được. Rồi. Chị giặt qua cái hàng mà xoa satin nó cứ càng giặt là cái vải cái vải nó càng mềm, là mình nằm nó càng xuống. Cái xoa satin á là mấy chị càng giặt là càng nằm đã, càng giặt là càng nằm xuống. Nó mềm cái vải ra. Ok chị Anh Siêu. Mấy chị đặt viên cao nám, đặt một lần 5 viên cho em, xài 2 viên không có xi nhê gì hết trơn á. Đặt cao nám là đặt một lần 5 viên cho em, chứ còn mà đặt 2 viên về mình không có cảm nhận được một cái gì hết trơn á. 2 viên là mấy chị xài khoảng cỡ chừng 2 đêm là nó hết bà mất tiêu rồi. Một viên là xài 2 đêm thì coi như 2 viên xài 4 đêm là coi như không có test được gì. Ít nhất mấy chị test mỹ phẩm là coi như cũng tầm phải 1 tuần đến 10 ngày mấy chị mới test, chứ còn mà test mà coi như mới có 2 viên là 4 ngày là nó không có xi nhê gì hết trơn á. Làm mờ vết đồi mồi á, cái viên cao nám á. B
bị thâm da mụn á, mấy chị cứ lấy cái cây tăm bông á, xong rồi mình dứt ra, hoặc là mình lấy cái tay á, mình ấy ra xong mình bôi trực tiếp vô cái vết thâm da mụn thôi. Dạ rồi, ok chị Ngọc hứa thị nha. Ở đây em có cái serum với cái đợt này là có hơi nhiều. Cái serum với cái gì ta? Cái kem dưỡng ô hui nè. Đó, giá là 60.000. 10 gói, một set 10 gói nha, giá là 60. Cái này là kem dưỡng chống lão hóa da mấy chị. Cái dòng mà ô hui xanh này là nó chuyên về chống lão hóa. Dưỡng chống lão hóa ha. Cái này là serum nha mấy chị ơi. Còn cái này là kem dưỡng, giá 60.000. 60.000 một gói lẻ như vậy nè. Một gói là 1ml ha mấy chị. Một gói là 1ml. Thì cái hũ lớn của nó là 50ml đó mấy chị. Thì giá bán của nó một cái hộp, một cái hũ full size như vậy nè, là giá của nó là 4.3 triệu, là giá của hãng đó nha. Giá của hãng á, mấy chị lên Uhui Việt Nam á, trên trang web mà serum của hãng ở Việt Nam mình là Uhui Việt Nam á, mấy chị sẽ thấy nó bán cái hũ này 50ml là giá của nó là 4.3 triệu. Còn cái kem serum này nè thì giá của nó là 2.5 triệu hay sao á. 2.5 triệu á. Tính ra mình mua gói mình xài nó lợi hơn nhiều ha. Ok chị Ngọc Hương Thị. Ok chị Thảo Nguyễn. Đó, chị nào mà lấy cái dưỡng này nè thì nó ok. Cái đáp của nó lâu lắm, đáp của nó tới năm 2023 lận. Đáp của nó tới năm 2023 lận nha. Ngày 8 tháng 11 năm 2022, cái đáp của nó tới năm 2022. Mấy chị cứ mua cái gói vậy nè, xong rồi mình đi du lịch hay là tối vậy mình xài, mình đem mình cắt ra một gói vậy mình xài một đêm xong rồi mình vứt. Nó không có cái kiểu mà như cái hũ mà mình phải ấy cái tay vô rồi nhiều khi nước rồi này nọ nó dơ, hoặc là mở ra thì coi như nó oxy hóa ha. Rồi, chị nào lấy thì chốt cho em serum hoặc là kem. À, ở đây nó có cái bịch mẫu thử này nè. Cái này là kem dưỡng trắng da nè của thằng VDL gì nè. Thằng này, cái hãng này cũng nổi tiếng lắm nè. Chỉ số chống nắng của nó là SPF tới 30 lận mấy chị, BA2+. Kem dưỡng mà có chỉ số chống nắng cao nữa. Cái này như có được đâu, có ít lắm, không có nhiều. Có ít lắm mấy chị ơi. Giá cái này em tính mấy chị cũng 60.000 một set 10 gói luôn đi ha. Cái này là kem dưỡng trắng da chống nắng dùng ban ngày nha mấy chị ơi. Kem dưỡng trắng da chống nắng ban ngày. Tính thử là nhiêu set gái. Hình như một bịch dài là có 50 gói à. 50 là chỉ có 5 set thôi. 50 là chỉ có 5 set thôi. Nếu như mặt mà có nhiều vết thâm da mụn là lấy kem nghệ đi chị ơi. Lấy kem nghệ của Thái đi. Ví dụ như nó có một nốt, hai nốt thì lấy cái cao nám mình bôi cho nó nhanh cũng được. Nhưng mà nếu như nhiều vết thâm da mụn là lấy cái kem nghệ này đi. Bảo đảm chị xài là chỉ có ghiền thôi. Ê, cho chị mượn cái kem nghệ cái. Lấy cái kem nghệ đây chị Kim Phụng. Nghe em lấy cái kem nghệ hiệu quả lắm luôn á. Cái kem nghệ của Thái á. Chị nào mà muốn dưỡng trắng da nha, mà nó có thành phần chống nắng nè. Đây mấy chị, hàng của Hàn Quốc nè, có tem, có mã vạch, đồ đầy đủ hết luôn trong này. Chỉ số chống nắng là 30. Cái này thì một set là 60 luôn ha. Cái này nó phải mắc hơn á, chứ mà coi như em tính 60 luôn đi. Có 5 set thôi. Một bịch dài có 50 gói là 5 set. Giá là 60 ha. Giá là 60.000. Đây nè, cái hũ mụn này nè. Mấy chị kem dưỡng ô hui thì mấy chị ghi kem dưỡng ô hui. Còn cái VD, cái VDL, cái chữ V, chữ D, chữ L, cái hãng này cũng nổi tiếng lắm mà dành cho tuổi hơi tinh tinh một xíu á. Tại vì cái kem này là nó chuyên về cái dòng làm trắng. Cái kem mà đây nè là nó chuyên về dòng làm trắng chứ không phải là chuyên về cái dòng mà chống lão hóa. Nó chuyên về cái dòng làm trắng nè, là tinh tinh, tuổi tinh tinh nè, nhưng tiên rồi là coi như là nó rành mấy cái này nè. Đó. Chỉ số chống nắng là 30 thì chị nào lấy cái này thì chốt cho em là kem dưỡng set, kem dưỡng trắng đi.
Còn cái set kem dưỡng mà ô hui thì mấy chị ghi hẳn là chữ ô hui luôn cho em. Đây cái kem nghệ này chị Kim Phụng ơi. Kem dưỡng mà kem dưỡng gì để hỏi chị thử ô hui hay là cái kem dưỡng trắng. Đây. Chị nào lấy kem dưỡng mà ô hui thì mấy chị ghi ô hui, còn cái thằng mà kem dưỡng trắng mấy chị ghi kem dưỡng trắng cho em nha. Cái kem nghệ này nè. Này, giá là 125.000 một hũ nha. 125.000 một hũ. Đậm đặc luôn. Cái này là coi như ai mà bị mụn mà mụn li ti á, mụn mà mụn li ti, mụn ẩn dưới da với lại là bị thâm do mụn, nó xài cái này cực kỳ hay luôn. Hàng của Thái. 125.000. Cái này nó có dưỡng trắng da trong đó. Cái nghề này nè, nó có dưỡng trắng da trong đó. Chị Thủy Võ lấy trắng kìa. Dạ rồi, ok chị Thủy Võ nha. Cái set trắng em chỉ có 5 set thôi. Cái set trắng chỉ có 5 set thôi, nó chỉ có một bịch của nó chỉ có 50 gói à. Chị bị nám do cái gì? Nám là mấy chị phải chia ra 3 dòng nám cho em. Nám 1 là nám bẩm sinh nha, 2 là nám do đi nắng, 3 là nám do mỹ phẩm. Hoặc là ví dụ nám là do trong người mà bị nóng á, trong người bị nóng á thì nó khác. Còn nám là do mỹ phẩm là cực kỳ khó trị. Nám là do mấy chị bôi kem trộn, kem nó có thành phần corticoid mà mình không có biết á. Mấy chị không có biết là cái kem đó nó có thành phần corticoid, đó là cái nám đó trị cực kỳ khó. Nó khó chịu lắm cái nám đó đó. Rồi ok chị Dung Dung nha. Thầy cái bình đẹp ghê luôn. Chị Dung Dung lấy gì vậy? Chị Thơm lên, chị lấy dưỡng nào chị? Dung Dung lấy kem dưỡng trắng đó. Một set mà. Ủa chị Dung Dung, chị ghi 20 gói nha em, xong ở dưới chị ghi một set dưỡng trắng là chị lấy hai loại hay sao? Chị lấy hai loại hay sao? Em còn một thỏi cái son dưỡng của Mỹ nữa nè, có chị nào lấy không? Cái son dưỡng này là son dưỡng mà bình thường môi mình khô, hoặc là ví dụ như chị nào mà hay thoa son mà son kem, son lì rồi đó mấy chị. Nó có chì thì mình bôi dưới và nó có chỉ số chống nắng là SPF 15 ha. Hàng của Mỹ. Hàng sách tay chính hãng của Mỹ luôn nè, em đợt trước về ở đâu những cái năm lọ. Không sử dụng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, còn coi như 6 tháng tuổi trở lên xài Vivu. Coi như em bé xài cũng được nè, không dùng cho bé dưới 6 tháng tuổi thôi, còn trên 6 tháng tuổi xài ok luôn ha. Nè. Nó là cái vặn mình vặn lên ha. Chỉ số SPF là 15. Giá là 130.000. Giá này giá sale mấy chị, cái dòng này không có rẻ đâu. Cái dòng hàng Balmer đây không có rẻ đâu. Còn nha chị. Rồi ok chị nha. Ok chị Ngọc Hứa Thị là xã 4 cái viên cao nám đúng không? Lấy hũ kem nghệ ok chị nha. Cái kem nghệ là ai mà bị thâm da mụn rồi mụn ẩn li ti á, cái mụn mà mụn dạng sao ta, da mà coi như da dầu rồi đó, mấy chị xài cái mụn ẩn da dầu nữa. Ê, cho chị mượn cái coi thử cái sữa rửa mặt hôm bữa chị mua dư dư đó, cái sữa rửa mặt cà phê tẩy tế bào chết đó. Cho chị tiếp. Ngọc Ngọc mày đứng chỗ đó mày dễ lấy hơn á. Nồi lẩu em còn. Nó nằm bên đây nè, hàng Thái nằm bên đây nè. Đây cái sữa rửa mặt này nè, chị nào mà bị mụn cám á. Cái gì? Đã nói nó thơm mùi cà phê sữa, nó thơm kinh khủng luôn. Có màu hay sao em? Cái gì có màu?
cái nồi lẩu mini đợt này nó về chỉ có một màu hồng thôi. Cái sữa rửa mặt này nè mấy chị. Mấy chị xài em nói là chị nào mà mụn cám đúng không? Mụn đầu đen á. Mà bình thường mình là bị 10 đi, mấy chị dùng cái này á nó chỉ xuống còn có 4 thôi, mụn đầu đen á. Nó là sữa rửa mặt cà phê dừa mấy chị. Cà phê dừa nó là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết, nó dạng hạt nha. Nó có hạt ở trong này. Cái hạt của nó nè. Nó là dạng hạt, nó có hạt ở trong này nè mấy chị. Mà nó đặc biệt nó thơm, cái mùi cà phê sữa nó thơm lắm luôn, nó sướng lắm. Cái này là sữa rửa mặt của Mỹ. Nhưng mà em mua tại siêu thị của mình nha. Tại vì hôm đợt trước là trong siêu thị nó có chương trình sale á, thành thử là mua ở siêu thị của mình. Nó có nhà nhập khẩu phân phối và chịu trách nhiệm sản phẩm nè, là công ty trách nhiệm hữu hạn DHSK Việt Nam nè. Nó có địa chỉ ở khu công nghiệp Việt Nam Singapore rồi đàng hoàng. Có số hotline rồi ở trên này luôn ha. Giá là 120.000 một tiếp. Cái này là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết của Mỹ, nhưng mà chỉ xài được cho da dầu thôi. Da chị nào mà da khô thì xài nó sẽ bị hơi bị rát da. Cái này là da chị nào da dầu. Em nói xài mà đặc biệt là mụn cám nha. Mụn cám mà nó nằm ở ngay chỗ đây nè. Đang là mụn cám là 10 phần đi, mà mấy chị xài cái này khoảng cỡ chừng 1 tuần thôi, nó xuống còn có 4 phần rồi, nó sạch trơn luôn á. Cái này nè, xài đã lắm. Nhưng mà phải dành cho da dầu nha, da dầu. Chứ còn mà da khô là xài nó sẽ bị hơi bị rát da, tại vì nó có cái thành phần tẩy tế bào chết nữa. Nó có mấy cái hạt tẩy tế bào chết, hạt cà phê nè. Đó, da dầu xài cái này là bao ghiền luôn. Rồi. Còn nó thơm gì đâu mà nó thơm nè. Ai mà ghiền cà phê là coi như chỉ có chị nào mà mua cái chai sữa rửa mặt này dùng chưa mấy chị, lên tiếng cho em với. Hình như hôm bữa trước chắc cũng phải là 20-30 chị gì rồi đó, hôm đợt trước cũng 20-30 chị gì rồi đó. Có chị nào mà dùng cái này chưa, comment lên cho em với. Rồi thôi em kết thúc like ở đây luôn nha. Ngày mai thì em sẽ tiếp tục lên like nữa. Còn bây giờ chị nào mà chốt hàng hay cái gì đó thì mấy chị cứ inbox vô. Cái gì 1.250.000? Hả? Nồi chiên không dầu là 1.250.000. Nồi chiên không dầu của Sinh Hào 1.250.000, bảo hành toàn quốc luôn ha. Bảo hành toàn quốc luôn nha chị. Của Sinh Hào. Rồi em kết thúc like ở đây nha mấy chị ơi. Em kết thúc like ở đây, bye bye mấy chị nha. Chị nào mà cần chốt hàng gấp thì mấy chị cứ inbox vô. Chị có món A, món B, món C, món D gì đó là mấy đứa nó chốt nhanh lắm. Bye bye mấy chị nha.